Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 81, ta muốn trả lại khóa học thượng. Học viện Hồng Thiên, lớp học của Lục Tầm. Làm lão sư minh tinh trong học viện, lớp học của hắn dài rộng có tới mấy trăm mét, không khác gì sân bóng đá lớn, học viên bên trong đứng thành một hàng dài, có lẽ phải mấy trăm người. Không hổ danh là Lục lão sư, ta ở bên ngoài cũng từng nghe nói, vô số học viên đều việc bái ngươi làm vinh, tranh giành đến đánh nhau vỡ đầu. Nhìn học viên trong học đường đông như vậy, một lão nhân bất giác gật gù vuốt tròm râu, nhìn một thanh niên cách đó không xa. Thanh niên dáng dấp chừng 26, 27 tuổi, mặc trên mình một bộ áo xanh, đứng sừng sững giống như cây thương đâm thẳng lên trời, khắp người toát ra một thứ khí chất ngạo nhân. Bản thân lão nhân, nếu như Thượng Bân ở đây nhất định sẽ nhận ra, đây chính là ông chủ của Hồng Thiên Lâu, Hồng Hạo trưởng lão. Trưởng lão quá khen, ta cũng chỉ là tận lực bồi dưỡng học viên thôi. Tất cả đều là do bọn họ cất nhắc, thương yêu. Thanh niên cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù lời nói thì khiêm tốn, nhưng trong thần thái lại tràn đầy ngạo nghễ và tự tin. Cũng không phải quá khen, xem chất lượng những học viên này thì biết ngay mà, ta nghe nói, lần này 100 học viên đứng đầu trong bảng danh sách sát hạch khi nhập học chỉ báo danh chỗ của ngươi, đồng thời sĩ số được thu làm môn hạ lại vượt quá 70. Hơn 200 học viên mới của ngươi, có vẻ như không có thấp hơn xếp hạng 500 trở xuống. Hồng Hạo trưởng lão vuốt râu, cười nói. Ngày hôm qua khi nghe được những con số này, hắn ta cũng phải hoảng sợ. Vị Lục Tầm này tuổi không lớn lắm, thế mà lại có thể trở thành lão sư nổi danh nhất trong học viện, gần như tung một mẻ lưới là thu hết được hạt giống tân sinh tốt nhất vào trong tay mình. Loại thành tích này, cho dù học viện được xây dựng nhiều năm như vậy, cũng rất hiếm thấy. Học viên đồng ý báo danh chỗ ta cũng rất vinh hạnh. Nghe được trưởng lão Đường Đường là võ giả thất trọng khen bản thân, Lục Tầm lão sư đầy kiêu ngạo, lập tức xoay đầu lại. Hồng Hạo trưởng lão luôn luôn rất bận, tại sao hôm nay lại tới chỗ của ta vậy? Có phải có chuyện gì cần ta hỗ trợ hay không? Chỉ cần có thể làm được, tất nhiên ta sẽ dùng hết khả năng. Hắn không thể tin một trưởng lão thực lực như vậy lại chạy tới đây chỉ để tán gẫu. Quả thật có chút việc. Thật sự phải phiền phức ngươi một hồi rồi, ta và phụ thân ngươi là bạn cũ, quen nhau từ nhỏ đến lớn, biết ngươi là người ngay thẳng, nên giờ đến đây đặc biệt muốn ngươi hỗ trợ điều tra một lão sư. Hồng Hạo trưởng lão nói, không nên nhắc tới phụ thân ta, đó là một người gàn bướng. Nghe đối phương nhắc đến chuyện tình cảm, Lục Tầm hơi cau mày. Nói đi, là lão sư nào vậy? Trương Huyền. Hồng Hạo trưởng lão nói. Hồng Thiên Lâu của hắn ta bị Trương lão sư phá đám, hiện tại chuyện làm ăn hầu như trở thành số không, lửa giận thiêu đốt nội tâm, nếu không phải tự trọng thân phận, sợ rằng hắn ta đã lao ra khỏi cửa để tìm đánh đối phương. Trương Huyền, ngươi nói là Trương Huyền mà trong kỳ sát hạch lão sư được không điểm, khiến Triệu Nham Phong bị tẩu hỏa nhập ma. Lục Tầm nhìn sang. Đối với một ít, sự tích, vinh quang của Trương lão sư, hắn cũng có nghe thấy, lại nói, hắn cũng lấy học viên của người ta. Làm sao không rõ chứ? Đúng thế. Hồng Hạo trưởng lão gật đầu. Đây là lão sư rác rưởi, sớm muộn gì cũng bị khai trừ, sao vậy, trưởng lão có mâu thuẫn với hắn? Lục Tầm kỳ quái hỏi. Một là trưởng lão lâu năm thừa sức cạnh tranh chức viện trưởng, một là lão sư có thể bị khai trừ bất cứ lúc nào, hai người có dùng 8 cây gậy tre cũng chẳng đánh tới được, tại sao lại có liên hệ với nhau? Một chút chuyện mà thôi. Ta nghe nói phòng giáo vụ cho tối hậu thư. Chỉ cần học kỳ này hắn không chiêu mộ được học viên sẽ khai trừ tư cách lão sư, trục xuất khỏi học viện. Vì lẽ đó, hy vọng phiền Lục lão sư một chút, xem có thể thu mấy môn hạ của hắn hay không. Hồng Hạo trưởng lão nói ra mục đích của mình. Trước khi tới đây hắn ta đã hỏi thăm một ít chuyện của Trương Huyền, thậm chí bao gồm cả chuyện chiêu mộ học viên trong học kỳ này. Đối phương là lão sư, thân phận có sự bảo vệ, hắn ta không có cách nào, nhưng một khi mất đi tư cách, còn không mặc hắn ta sâu xé ư. Thu làm môn hạ của ta. Lục Tầm không nghĩ đối phương tới tìm hắn là vì chuyện này. Đúng vậy, là một lão sư nổi tiếng của Học viện Hồng Thiên, muốn nói ai có thể làm được điều này, cũng chỉ có ngươi. Chỉ cần ngươi để lộ ra ý này, chỉ sợ mấy học viên của hắn sẽ lập tức trả lại khóa học, tranh nhau chen lấn gia nhập môn hạ của ngươi. Hồng Hạo trưởng lão cười nói. Giáo huấn một lão sư có nhiều học viên trong học viện sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng với một người không có học viên sẽ đơn giản hơn nhiều, Lục Tầm do dự. Không có gì phải do dự,
lẽ nào ngươi đã quên Triệu Nham Phong? Nếu như mặc cho Trương Huyền tiếp tục dạy học viên, nhất định hắn sẽ lại dẫm lên vết xe đổ, làm lỡ cả đời bọn họ. Ngươi chiêu thu bọn họ, cũng là vì suy nghĩ và cứu bọn họ đó. Hồng Hạo trưởng lão tận dụng mọi thời cơ. Được rồi, ta nhận lời việc này, hôm nay ta sẽ phát ra tin tức, có ý định chiêu thu mấy học viên của hắn. Lục Tầm gật đầu. Quyết định như vậy. Ánh mắt Hồng Hạo trưởng lão sáng lên, trong lòng đầy hưng phấn. Thấy Lục lão sư nhận lời, hắn ta như có thể thấy trước được gương mặt thất vọng và tuyệt vọng của Trương Huyền. Hừ, làm Hồng Thiên Lâu của hắn ta sắp đóng cửa, vậy thì hắn ta sẽ từ từ chơi đùa, khiến cho đối phương sẽ cảm nhận được sự khủng hoảng đích thực. Đang lúc âm thầm cao hứng, cũng đang nghĩ luôn mấy bước kế tiếp giáo huấn đối phương, liền thấy một học viên mới đi tới. Lục lão sư, đi tới trước mặt, quỳ xuống đất. Vương Nham, chuyện gì? Nhìn thấy thiếu niên này, Lục Tầm mỉm cười gật đầu. Vương Nham này được xem như một trong những tân sinh có thiên phú tốt nhất, lại là tôn tử của nhị trưởng lão Vương gia, địa vị rất cao quý, có thể thu nạp được học viên như thế, cho dù là hắn cũng không nén nổi cảm thấy tự hào. Lục lão sư, ta. Vương Nham vốn vừa mới trở về từ học tâm tháp, lúc này quỳ dưới đất, vẻ mặt khó đoán. Có phải tu luyện gặp vấn đề khó không? Cứ nói thẳng không sao cả. Thấy hắn ngập ngừng ấp úng, Lục Tầm khí khái nói. Lục lão sư học thức uyên bác, là lão sư nổi danh nhất trong học viện, có cái gì khó cứ trực tiếp hỏi đi, lão sư nhất định có thể giải quyết giúp ngươi. Hồng Hạo trưởng lão cũng vuốt râu, cười nói. Vậy ta liền nói. Vương Nham cắn răng một cái. Ta muốn trả lại khóa học của lão sư, mong Lục lão sư tác thành. Trả lại khóa học của ta. Lục Tầm lảo đảo, đôi mắt mở to, hắn không dám tin điều vừa nghe thấy. Người khác đều tranh giành nhau để được đăng ký vào lớp học của hắn, vậy mà cái tên tiểu tử này lại muốn trả lại khóa học. Thật hay giả? Dạy học trong học viện Hồng Thiên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hắn gặp phải trường hợp như này. Vâng. Nói được ra lời này, Vương Nham thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu. Có phải ngươi có chuyện khó nói hay không, hoặc là bị ai uy hiếp? Lục Tầm không nhịn được nói. Không có, học viên tự nguyện. Vương Nham nói. Ngươi có biết, sau khi trả lại khóa học của ta, toàn bộ học viện sẽ không có lão sư khác nào thu nhận ngươi. Nghe hắn nói tự nguyện, Lục Tầm không nhịn được tiếp tục hỏi. Hắn là lão sư nổi danh nhất học viện, học viên trả lại khóa học của hắn, các lão sư khác làm sao dám thu nhận chứ? Chỉ cần có thể trả lại khóa học của lão sư, ta có thể đi dự thính chỗ Trương Huyền lão sư, đây là một cơ hội, mong Lục lão sư tác thành. Vương Nham cúi rạp người xuống. Trả lại khóa học của ta, đi dự thính ở chỗ Trương Huyền lão sư. Lục Tầm như bị táo bón, trợn mắt ngoác mồm, cảm giác sắp điên đến nơi rồi. Chương 82, ta muốn trả lại khóa học hạ. Không riêng gì Lục Tầm, ngay cả Hồng Hạo trưởng lão cũng cảm thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng. Trương Huyền không phải là lão sư kém nhất học viện sao? Vừa rồi còn nói, chỉ cần phát ra ý tứ, học viên của đối phương sẽ đổ xô xông tới, nằm mơ cũng không ngờ, bên này chưa thả ra tiếng gió, một trong những học viên hắn xem trọng nhất lại xin trả lại khóa học để đi đến chỗ đối phương. Hơn nữa, vấn đề là đối phương thu nạp ngươi còn được, đằng này lại đi dự thính. Mẹ nó, ngươi xác định không phải đang nói đùa đấy chứ? Dự thính là không có địa vị. Không làm thân truyền bên ta, lại chạy sang bên đó dự thính. Lục Tầm cảm thấy da mặt căng cứng, cả người không được tự nhiên nữa. Mong Lục lão sư tác thành. Vương Nham vội vàng nói. Ngươi, thật lâu sau, thấy dáng vẻ đối phương là nói thật, không phải thuận miệng nói bậy, sắc mặt Lục Tầm bắt đầu khó coi. Ngươi có biết Trương Huyền lão sư đã từng dạy học viên tẩu hỏa nhập ma? Ngươi xin đi dự thính chỗ hắn. Ta biết. Vương Nham gật đầu, khuôn mặt không thay đổi chút nào. Vừa nãy tại học tâm tháp đã nhìn thấy Trương lão sư đại triển thần uy. Ngay cả gia gia của hắn cũng tin tưởng và nghe theo không ngớt, tâm trí của hắn mong chờ từ lâu. Thấy hắn kiên định như thế, gương mặt Lục Tầm càng tức giận khó coi, khoát tay ngoắc mấy học viên cách đó không xa. Đi gọi Triệu Nham Phong tới chỗ ta. Lục lão sư. Một lát sau, Triệu Nham Phong đã tới trước mặt. Vương Nham muốn trả lại khóa học của ta, đi tới chỗ Trương Huyền lão sư để dự thính, người nói với hắn tình cảnh tu luyện với Trương lão sư lúc trước. Để cho hắn biết đây là quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Lục Tầm phất tay áo một cái.
Triệu Nham Phong cũng không nói lời nào, trực tiếp quỳ xuống đất và liên tục dập đầu. Sao vậy? Không phải lúc trước ngươi vẫn thường nói sao? Lục Tầm cau mày. Triệu Nham Phong từng bị Trương Huyền dạy đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, nên hắn có quyền lên tiếng nhất, trước đây lúc nào cũng nói xấu Trương lão sư, đều là mình ngăn hắn lại, tại sao hôm nay bảo hắn nói, ngược lại ấp úng, giống như có nỗi khổ khó nói vậy. Lục lão sư, ta, kỳ thực cũng giống như Vương Nham, ta cũng muốn đi dự thính ở chỗ Trương lão sư. Rốt cục hạ quyết tâm, Triệu Nham Phong cũng nói. Ngươi cũng muốn đi. Sắc mặt cứng đờ, Lục Tầm suýt chút ngã chồng vó. Ngươi không phải bị hắn dạy đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, hận hắn thấu xương sao? Ngươi không phải thường thường nói xấu hắn sao? Tại sao muốn trả lại khóa học của ta, đi tới chỗ hắn để dự thính? Lục Tầm suýt phát điên. Trương lão sư có ân trọng như núi với ta, lần trước ra đi không lời từ biệt, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Hy vọng Lục lão sư tác thành. Triệu Nham Phong cung kính nói. Ân trọng như núi, ân trọng cái đầu ngươi. Tẩu hỏa nhập ma là ân sao? Ra đi không lời từ biệt, ngươi rõ ràng đã chạy trốn đấy có biết hay không? Hổ thẹn, hàng ngày ngươi nhục mạ Trương Huyền lão sư, sao ta không thấy ngươi có chút hổ thẹn nào thế? Lục Tầm phát điên. Được, được lắm, các ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi, giờ ta cho các ngươi trả lại khóa học. Xoay người mang hai ngọc bài tới, Lục lão sư cắn đầu ngón tay nhỏ máu tươi lên đó. Làm lão sư nổi danh trong học viện. Lục Tầm cũng rất tự kiêu, nếu hai học viên này đã có quyết định, tiếp tục giữ lại chỉ tăng thêm phản cảm, chỉ không bằng trực tiếp buông tay. Đa tạ lão sư, tiếp nhận ngọc bài, biết chương trình học đã trả, đôi mắt Triệu Nham Phong, Vương Nham đồng thời sáng ngời. Hiện tại các ngươi không phải học viên của ta, có thể đi rồi. Cố nén lửa giận trong lồng ngực, Lục Tầm xua tay. Dạ, hai người đi ra ngoài, đáng ghét, đáng ghét. Thấy bọn họ rời đi. Lục Tầm gào thét. Hắn là ai chứ? Đệ nhất lão sư minh tinh trong học viện Hồng Thiên, vô số học viên tranh nhau muốn làm học viên của hắn, hắn đều phải thận trọng cân nhắc mới có thể lựa chọn, vốn tưởng rằng toàn bộ học viện, không ai có thể đào góc tường của hắn, kết quả. Không chỉ đào một, mà là đào hai cái. Mấu chốt nhất chính là, nếu như đào góc tường hắn là những lão sư như Vương Siêu, Trầm Bích Như thì cũng được. Nào ngờ lại là thằng cha sát hạch được không điểm. Đứng chót từ dưới lên trong học viện. Cảm giác nhục nhã khủng khiếp khiến hắn phát rồ. Còn nữa, vừa rồi nhận lời Hồng Hạo trưởng lão đi đào góc tường nhà người ta, kết quả còn chưa làm gì đã bị người ta đào hai góc tường nhà mình. Nếu như không biết tự kiềm chế, tự trọng thân phận của mình, quả thật hắn đã rất muốn xông tới đánh cho Trương Huyền một trận. Chu Hồng gào thét một hồi, lửa giận của Lục Tầm tiêu giảm không ít, hắn quay đầu hét một tiếng. Lục lão sư. Một thiếu niên 16-17 tuổi đi tới. Chu Hồng, học viên xếp thứ tư trong đợt khảo sát nhập học, là một trong những học viên có thiên phú nhất mà Lục Tầm thu nạp được, mới hơn 16 tuổi, thực lực đã đạt tới tụ tức cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Người đi tới chỗ Trương Huyền lão sư, giao một phong chiến thiếp cho ta. Lục Tầm nghiến răng nói. Chiến thiếp, nghe quyết định của hắn, Hồng Hạo trưởng lão đứng bên cạnh sững sờ, lập tức hiểu ra. Lẽ nào ngươi muốn thi đấu tân sinh? Không sai, dám cướp học viên của ta, Lục Tầm ta không nuốt nổi cơn giận này. Lục Tầm lão sư khoát tay, siết chặt nắm đấm nghiến răng ken két. Nếu đã dám động thủ, vậy phải nghĩ được cách chấp nhận lửa giận của ta. Nói xong, hắn lấy ra một mảnh giấy, nhanh chóng viết nội dung lên đó. Đưa cho Trương Huyền, nói với hắn, nửa tháng sau thi đấu tân sinh, ta muốn tiến hành, sư giả bình chắc, với hắn. Hỏi hắn có dám nhận hay không, không dám nhận thì từ nay đừng dở trò sau lưng. Lục Tầm phất tay áo một cái. Hàng năm, nửa tháng sau khi chiêu thu tân sinh đều tiến hành thi đấu tân sinh tương ứng. Quan cuộc tỉ thí này có thể thấy được thiên phú và tiến bộ của học viên, đây là cuộc so đấu giữa các học viên với nhau. Mà, sư giả bình chắc chính là so đấu giữa các lão sư với nhau. Sư giả bình chắc là hai lão sư so đấu, chọn ra mấy học viên trong tay bọn họ. Tu vi, chiến đấu, lý luận. So sánh tố chất tổng hợp với nhau, dùng để đo lường hiệu quả bài giảng. Lợi dụng loại so sánh này làm tiêu chuẩn đánh giá năng lực lão sư. Lục Tầm lão sư đưa ra cuộc bình xét với Trương Huyền, theo người khác thấy thì đây chính là một sự nghiền ép. Dạ, đôi mắt Chu Hồng tỏa sáng, tràn đầy sự sùng bái. Sư giả bình chắc, có liên quan tới danh dự của lão sư,
cho dù thi đấu cũng là lén lút tiến hành, trực tiếp gửi chiến thiếp như thế, khiêu chiến thẳng mặt như vậy, cũng chỉ có Lục lão sư mới có sự tự tin và ngạo khí như thế mà thôi. Không hổ là thần tượng của hắn, quả thực quá ngầu. Có tức giận cứ bộc phát, không cần phải ẩn nhẫn, đây là tấm gương mẫu mực về làm người. Đi đi, Lục Tầm xua tay. Chu Hồng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Thật sự tiến hành sư giả bình chắc. Hồng Hạo trưởng lão đi tới, không nhịn được hỏi. Đúng thế, ta không chỉ muốn bình chắc, còn muốn đánh cược với hắn, nếu như hắn thua, tất cả môn hạ sẽ thuộc về ta. Ánh mắt Lục Tầm sáng quắc lên. Từ khi hắn thành lão sư tới nay luôn thuận buồm xuôi gió, từng bước trở thành lão sư minh tinh nổi danh học viện, hắn đang định dựa vào những lai lịch này để thu hút sự chú ý của danh sư, hòng có thể trở thành trợ giáo, thì nay gặp được việc này. Nếu không vì có ý nghĩ ấy, làm sao mà một người tu vi kém như Triệu Nham Phong, lại tẩu hỏa nhập ma, lại được hắn thu nạp làm học viên? Hắn là lão sư, chứ chẳng phải người làm từ thiện. Nếu thật sự muốn đối tốt với người, mỗi học kỳ học viên đến báo danh lớp hắn nhiều như vậy thì hắn cứ trực tiếp thu nạp là được, cần gì phải tuyển chọn. Chính là vì tiếng tăm, hắn muốn tích góp vốn liếng để trở thành trợ giáo danh sư. Nhưng hiện tại, nếu để người khác biết học viên của hắn trả lại khóa học chỉ để dự thính một thằng cha được không điểm trong kỳ sát hạch, vậy thì danh dự của hắn sẽ bị quét sạch bách, trở thành trò cười của thiên hạ. Vì lẽ đó, bất kể thế nào, hắn cũng phải lấy lại danh dự mới được. Chương 83, Chu Hồng hung hăng càn quấy. Trương lão sư sẽ không sao chứ? Bên trong lớp học, ánh mắt bọn Triệu Nhã, Vương Dĩnh tràn ngập lo lắng. Tào Hùng lão sư xin học tâm khảo vấn, đối phó Trương lão sư, chuyện này tuy không tuyên truyền rình rang nhưng với tư cách học viên, bọn họ vẫn nghe được một chút tin tức. Yên tâm đi, chúng ta đã nghe những bài giảng của Trương lão sư rồi, đều khâm phục không thôi, chắc chắn Lưu Dương đã sớm chịu phục rồi, không thể xảy ra vấn đề gì được. Trịnh Dương nói, kỳ thật trong năm học viên, không phục Trương lão sư nhất chính là hắn, nhưng qua hai bài giảng, hắn đã bội phục sát đất, cho dù Vương Siêu lão sư hiện tại muốn thu nhận, thì hắn cũng trực tiếp từ chối. Chính mình đã như vậy, thì Lưu Dương chắc chắn cũng sẽ như thế. Độ tín nhiệm như thế, làm sao có khả năng thất bại? Mọi người đang nói chuyện, bỗng cánh cửa sắt gian phòng bị ai đó đá văng từ bên ngoài vào, tiếp theo một thiếu niên kiêu ngạo bước vào. Trương Huyền, lão sư kính yêu của các ngươi đâu? Bảo hắn ra đây. Chắp hai tay sau lưng, thiếu niên hống hách nhướng mày lên. Khi nói tới Trương Huyền lão sư, hắn cố ý nhấn mạnh, trên mặt không những không tôn trọng, mà còn mang theo ý cười nhạo. Ngươi là ai? Nơi này không hoan nghênh ngươi, xin rời đi cho. Thấy đối phương nói tới Trương lão sư không có chút cung kính nào, còn đạp cửa đi vào, sắc mặt Trịnh Dương trở nên khó coi. Trịnh Dương, không được lỗ mãng. Hắn là Chu Hồng xếp thứ tư trong bảng sát hạch nhập học đó. Nhận ra thiếu niên này, thân thể mập mạp của Viên Đào khẽ run lên, kéo Trịnh Dương nhỏ giọng thầm thì. Chu Hồng. Không riêng Trịnh Dương, sắc mặt mấy người Triệu Nhã cũng chợt trầm xuống. Bọn họ đã từng nghe đến cái tên này, thực lực từ lâu đã đạt được tụ tức cảnh đỉnh phong, có thể đột phá bất cứ lúc nào, vô cùng mạnh mẽ. Có thể xếp thứ tư trong bảng sát hạch nhập học. Có thể nói rằng bất kể là thực lực hay thiên phú đều không phải để bọn họ có thể so sánh. Có thể nhận ra ta, cũng coi như bọn ngươi có chút kiến thức, đây là chiến thiếp của Lục Tầm lão sư chúng ta, muốn khiêu chiến, sư giả bình chắc, với lão sư các ngươi trong cuộc thi đấu tân sinh vào nửa tháng sau, ai trong các ngươi nhận thay hắn. Thấy mọi người đã nhận ra mình, khóe miệng Chu Hồng cong lên, trong mắt hắn chẳng coi ai ra gì, điệu bộ tỏ vẻ cao cao tại thượng. Vị này chính là Chu Hồng tới từ lớp học của Lục Tầm. Hắn sớm đã nghe nói qua về Trương Huyền, đó là lão sư kém cỏi nhất trong học viện, trong kỳ sát hạch còn được không điểm mà thôi, còn hắn là thiên chi kiêu tử, môn sinh đắc ý của Lục Tầm, nên hiển nhiên không coi ra gì. Sư giả bình chắc, Lục Tầm lão sư. Sắc mặt mọi người thay đổi. Trong cuộc thi sư giả bình chắc, tuy chủ thể là bọn họ, nhưng lại so trình độ giảng dạy của lão sư. Liên quan tới thể diện của lão sư nên xưa nay rất ít người tiến hành. Lục Tầm, lão sư tiếng tăm nhất học viện, môn hạ học viên, cao thủ nhiều như mây, tại sao lại đi khiêu chiến Trương lão sư? Không sai, Trương Huyền sau lưng làm điều mờ ám, trêu chọc Lục lão sư khiến hắn không vui, nên dự định giáo huấn cho hắn ta một trận, ta đặt chiến thiếp tại đây, lát nữa các ngươi đưa cho hắn, nếu như không dám nhận, nên chịu thua sớm đi, tự mình tới lớp học của Lục lão sư xin tạ lỗi, bằng không
hãy chờ mà mất mặt xấu hổ đi. Vung tay một cái, Chu Hồng vứt chiến thiếp lên bàn, xoay người định rời đi. Khoan đã, còn chưa ra tới cửa lớn, Trịnh Dương đã chặn trước mặt. Người đá văng cửa lớp học chúng ta, mở miệng gọi Trương lão sư không có chút cung kính nào, giờ nhất định phải xin lỗi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Làm học viên, phải bảo vệ tôn nghiêm của lão sư, tên này không có chút cung kính nào, khinh miệt vứt chiến thiếp xuống rồi ngông nghênh rời đi, sao có thể mặc cho hắn tùy tiện như vậy được chứ? Muốn ta xin lỗi, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã. Cười khẩy một tiếng, Chu Hồng xem thường nhìn sang, đá một cước tới. Thương pháp của Trịnh Dương lợi hại, quyền cước lại bình thường, thêm vào đó thực lực lại kém xa đối phương, còn chưa kịp phản ứng đã bị đá trúng ngực bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. To gan! Triệu Nhã cũng tức giận đến nỗi vẻ mắt khó coi, nàng quát một tiếng và lao tới. Nàng và Chu Hồng đều là tụ tức cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu có chút không bằng đối phương, liên tục mấy chiêu, cũng bị đánh trúng vai và thối lui về phía sau. Tiếp theo là Vương Dĩnh, Viên Đào cũng xông tới, đến Triệu Nhã thực lực mạnh nhất trong bọn họ còn không phải là đối thủ, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được. Chỉ chốc lát, bốn người bọn họ đều bị thương, gương mặt ai cũng bừng bừng tức giận, nhưng không biết phải làm sao cả. Tuy bọn họ học được không ít lý luận cao thâm từ Trương Huyền, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, căn bản không phải là đối thủ của người đứng thứ tư trong bảng sát hạch nhập học. Một đám rác rưởi. Đánh bại đám người này xong, Chu Hồng phất tay áo một cái. Đây chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ. Dám khiêu chiến Lục lão sư chúng ta, phải suy nghĩ tới kết quả này, lát nữa nói với Trương Huyền lão sư, không dám nhận lời thì phải nhận lỗi, bằng không. Bằng không thì sao? Đang muốn nói hết lời, bỗng nghe một giọng nói nhàn nhạt từ ngoài phòng vọng vào. Trương Huyền dẫn theo Lưu Dương đi vào. Bằng không. Bất luận Trương Huyền trước mắt có phải rác rưởi hay không, dù sao cũng là lão sư, có sư đạo tôn nghiêm, thấy lão sư nhìn sang, tuy sắc mặt không tỏ vẻ nổi giận, nhưng Chu Hồng vẫn rụt cổ lại, nghiến răng hừ mũi. Bằng không, chờ thua sư giả bình chắc đi. Thua hay thắng chưa đến lượt ngươi phán đoán. Về nói với Lục Tầm, ta nhận chiến thiếp. Trương Huyền phất tay áo một cái. Kỳ thực hắn cũng có chút buồn bực. Vất vả lắm mới lừa được bọn hoàng ngữ, Bạch Tốn rời đi. Định trở về dậy một tiết, nào ngờ còn chưa vào phòng đã nghe thấy tên tiểu tử hống hách này gào rú. Lục Tầm khiêu chiến bản thân. Chỗ ngươi có tới mấy trăm học viên, chỉ có một Vương Nham tới chỗ ta dự thính, không đến mức phải trở mặt như vậy chứ. Hơn nữa cho dù muốn bảo học viên đến đưa chiến thiếp cũng nên chọn ai đó đáng tin một chút, lại đi chọn cái tên vô cùng càn rỡ, nếu không phải tự trọng thân phận, hắn đã sớm cho cái tát chết rồi. Còn có thể giễu võ Dương Oai ở đây ư? Như vậy tốt nhất, cáo từ. Chu Hồng định rời đi. Đứng lại. Trịnh Dương bước mạnh về phía trước, sốt ruột nhìn sang. Trương lão sư, hắn mở miệng ngạo mạn, đánh hỏng cửa phòng học, lại động thủ đả thương chúng ta, nếu cứ để hắn ngang nhiên rời đi như vậy, sau này ai cũng dám tới bắt nạt. Sao nào, vừa nãy ta đánh vẫn chưa đủ hả? Hừ, thực lực không có, mà khẩu khí lại ra vẻ, đúng là điếc không sợ súng. Ngước đầu xem thường nhìn qua đám người Trịnh Dương, Triệu Nhã một chút, Chu Hồng cười gằn. Phòng học chết tiệt này chỉ có mấy học viên, có cửa hay không cũng chẳng cần, các ngươi còn tưởng liệu có người tới đây học trộm. Đừng nằm mơ, còn nữa, muốn giữ ta lại phải có bản lĩnh, ngày hôm nay ta liền đứng ở đây đó, mấy người các ngươi nhắm có thể lưu lại được thì động thủ đi. Nói đến đây, dừng lại một chút, ôm quyền nhìn về phía Trương Huyền. Trương lão sư, người thân là lão sư. Không đến mức hạ mình ra tay với học viên như ta chứ. Lão sư có tôn nghiêm và thân phận của lão sư, nếu ra tay với học viên, sẽ vô cùng mất mặt, là hành động bị người ta phỉ nhổ. Chính là binh đấu binh, tướng đấu tướng, cho dù một tướng quân thắng người lính cũng chẳng có gì hay ho. Hắn tin chắc Trương Huyền sẽ không xuất thủ, còn đám học viên còn lại, không một ai có thể đánh thắng hắn, cho nên không sợ hãi chút nào. Trương lão sư, nhìn thấy hắn phách lối như thế. Mấy người Triệu Nhã, Trịnh Dương tức giận sắc mặt tái nhợt, ai nấy đều siết chặt nắm đấm, hận không thể lao lên. Nhưng bọn họ cũng biết bản thân không phải đối thủ của Chu Hồng, vừa nãy đã thất bại thảm hại, giờ động thủ nữa, chỉ càng khiến hắn được nước xem thường. Các ngươi muốn dạy dỗ hắn. Không để ý tới tên tiểu tử ngạo mạn kia, Trương Huyền nhìn sang. Vâng, mấy người đồng thời gật đầu. Thấy vẻ mặt của bọn họ, Trương Huyền tùy ý khoát tay áo một cái, vẻ mặt nghiêm túc.
Bất kể nói thế nào đây cũng là học viên của Lục lão sư, nếu đánh chết sẽ không tiện ăn nói cho lắm. Như vậy đi, thực lực viên đào thấp nhất, cũng có chừng mực nhất, người đi qua đó đánh cho hắn thành đầu heo, nhân tiện bảo hắn bồi thường cánh cửa, đừng quá tàn nhẫn. Mặt khác, lúc tỷ đấu nhất định phải công bằng, công chính, điểm đến là dừng. Không nên tổn thương hòa khí. Chương 84, hành hung Chu Hồng Thượng. Á! Nghe thấy Trương Huyền lão sư nói thế, đám người Trịnh Dương suýt khóc. Lão sư, lẽ nào ngươi không nhìn ra? Chúng ta nào phải sợ đánh chết không dễ ăn nói, mà là căn bản đánh không lại. Ngươi còn bảo viên đào ra tay, hắn mới bắt đầu tu luyện, cũng chỉ là võ giả nhất trọng tụ tức cảnh sơ kỳ, làm sao có khả năng thắng được cao thủ tụ tức cảnh đỉnh phong. Đánh ta thành đầu heo, còn bồi thường cửa. Ha ha! Chu Hồng phá lên cười, thực lực mấy học viên này ra sao, lúc nãy giao thủ một chút liền biết, đặc biệt là viên đào, học viên đếm ngược đệ nhất trong sát hạch nhập môn, giờ bảo muốn đánh mình thành đầu heo. Đã sớm nghe nói Trương lão sư dạy kém, không nghĩ tới nhãn lực lại càng tệ đến vậy. Cười xong, ánh mắt vẫn đầy vẻ châm biếm. Tốt, nếu như mấy người các ngươi ai có thể đánh thắng ta, ta không những bồi thường cửa cho các ngươi, còn bồi thường hẳn 1.000 đồng tiền vàng. Nghèo văn phú võ, Chu Hồng bằng chừng ấy tuổi đã có thực lực như vậy, nói rõ ra thế không tồi, tuy 1.000 đồng tiền vàng không ít nhưng vẫn có thể tùy tiện đem ra để cá cược. Ai đánh thắng sẽ được tiền. Trương Huyền nói. Đương nhiên. Chắp hai tay sau lưng, Chu Hồng cười gằn, vẻ mặt ngạo nghễ. Vừa nãy không phải chưa đánh nhau, dựa vào công phu mấy người này muốn cá cược với hắn, tu luyện thêm 10 năm nữa cũng không làm được. Cơ hội kiếm tiền của các ngươi tới rồi. Trương Huyền khoát tay áo một cái, nhìn mấy học viên trước mặt. Viên đào, người xuất thủ trước đi, nhớ kỹ lời của lão sư, hạ thủ nhẹ một chút. Ta, gương mặt viên đào nhăn nhúm khó coi, tên tiểu tử này mạnh như thế, Triệu Nhã tiểu thư còn đánh không lại, ta đánh thế nào chứ? Ta nói người có thể thắng, thì nhất định sẽ thắng. Biết hắn nghĩ cái gì, Trương Huyền ngồi xuống ghế trên bục giảng. Bởi vì ngươi là học viên của Trương Huyền ta. Học viên của Trương Huyền. Nghe nói như thế, Chu Hồng lại bật cười. Trương Huyền lão sư người tiếng tăm rất lớn, đã sắp lấn át cả Lục Tầm lão sư, nhưng có biết đó là xú danh hay không? Đổi thành học viên của người khác, có lẽ ta sẽ chẳng cá cược, nhưng với học viên của ngươi. Chu Hồng khinh bỉ ra mặt. Hắn cười khẽ một tiếng, viên đào giờ đang đứng nghiêm túc, trên người đầy nhiệt huyết, không còn dáng dấp khổ sở như lúc nãy. Đúng vậy, Trương lão sư lợi hại như vậy, lại bị người ta cười nhạo, làm học viên của hắn, ta phải có nghĩa vụ đòi lại chính danh cho hắn. Cho dù bị đánh chết cũng không thể bị người ta xem thường. Nghĩ tới đây, nội tâm sinh ra quyết tâm, hắn không còn cảm thấy sợ hãi, bước lên trước, muốn Red Eye động thủ. Không cần vội vã. Thấy hắn muốn xông tới, Trương Huyền lại khoát tay. Làm sao, Trương lão sư muốn đổi ý sao? Chu Hồng cười gằn. Đổi ý. Trương Huyền lắc đầu một cái. Ngươi cả nghĩ quá rồi, viên đào quá mức lợi hại, ta sợ ngộ nhỡ đánh chết ngươi, làm thế mặt mũi không dễ nhìn, như vậy đi, viên đào, lại đây, ta dạy cho ngươi ba chiêu quyền pháp đơn giản. Ba chiêu quyền pháp? Mấy người viên đào không biết trong hồ lô Trương lão sư bán thuốc gì. Lâm trận mới mài gươm, hiện tại học võ kỹ, sợ rằng không kịp rồi. Chu Hồng khinh bỉ. Đùa gì thế? Mỗi chiêu võ kỹ đều cần muôn vàn khổ luyện, ngày đêm đông hạ chưa bao giờ gián đoạn, chỉ như vậy mới có thành tựu, hiện tại mới dậy, liền muốn vượt qua ta sao? Nằm mơ đi! Lão sư! Viên đào cũng có ý nghĩ như thế, do dự đi lên phía trước, vẻ mặt khó hiểu. Hắn thực sự không nghĩ ra mục đích Trương lão sư làm như vậy là cái gì? Nói thật nếu như muốn giúp bọn họ hả giận, giả dụ bị đánh bại sẽ mất mặt, mất hết mặt mũi. Viên đào! Tin tưởng lão sư, hắn nói như vậy, khẳng định có biện pháp. Lưu Dương tự mình trải qua học tâm khảo vấn, biết Trương lão sư dù tiếng tăm không tốt, nhưng lại rất lợi hại, nên hoàn toàn tự tin. Ngay cả việc nửa năm mới có thể tăng tu vi, mà giờ chỉ cần gần 10 phút liền có thể đột phá, vậy thì còn có cái gì không làm được. Được rồi, nghe nói như thế, viên đào cắn răng một cái. Dù sao vừa nãy đã bị đánh, cùng lắm giờ lại bị thêm một trận. Dù sao thì hắn da dày thịt béo, cũng không sợ đau. Mấy người các ngươi cũng học tập một chút, một lúc nữa tiện cho cá cược. Trương Huyền nhìn về phía mấy người Triệu Nhã. Vâng, 5 người đều đi tới. Nhìn kỹ,
đây là chiêu thứ nhất. Năm ngón tay Trương Huyền mở ra, tay trái đưa về phía trước. Động tác này rất đơn giản, đừng nói luyện võ, cho dù là người bình thường cũng có thể thấy rõ. Chiêu thứ hai. Động tác liên tục, Trương Huyền dừng bước, hắn chuyển động từ bên trái sang bên phải. Chiêu thứ ba. Tay phải tạo thành nắm đấm, từ phía trên đánh xuống, đây là đánh vào ngực. Thu Quyền đứng thẳng. Trương lão sư, như vậy là xong. Nhìn hắn không có động tác kế tiếp, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Trương lão sư, người đùa giỡn sao, ba chiêu rác rưởi này giống như lưu manh bên ngoài đánh nhau, một chút trương pháp cũng không có. Chỉ bằng ba chiêu này cũng có thể thắng lợi. Không phải đùa giỡn chứ. Đám người Triệu Nhã sắp khóc. Ngay cả Chu Hồng bên cạnh cũng trợn mắt, sắp phát điên. Luôn miệng nói muốn đánh ta thành đầu heo, vốn tưởng rằng sẽ dạy tuyệt chiêu tinh diệu gì, những chiêu này thì là cái khỉ gì chứ. Mẹ nó, đây gọi là võ kỹ. Mấu chốt nhất là thời điểm ngươi dạy, tốt xấu gì cũng nên dạy sau lưng người khác biết không, dạy dỗ chiêu số rác rưởi trước mặt ta, còn muốn đánh ta, ngươi nghĩ ta là người chết sao? Được rồi, ba chiêu này rất đơn giản, Viên Đào, đi thôi, chỉ cần dùng tốt, đánh thắng tên này không phải vấn đề. Trương Huyền vung tay. Ta. Viên Đào khổ sở. Hắn biết mình không đáng tin cậy, nhưng Trương lão sư dạy mấy thứ đồ chơi này lại càng không đáng tin cậy. Ba chiêu này, cho dù bảo hắn đánh nhau với người bình thường cũng không dùng được, bởi vì nó chẳng có thế có lực gì cả. Hoàn toàn không có chút kỹ thuật nào, đừng nói đối diện là người, cho dù là con chó cũng có thể ung dung tránh thoát. Đi đi. Sắc mặt Trương Huyền trầm. Dạ. Cắn răng một cái, mang theo tâm tình hy sinh vì nghĩa, Viên Đào đi tới trước mặt Chu Hồng. Động thủ đi. Thật muốn động thủ với ta. Chu Hồng nhìn hắn như nhìn kẻ đần. Đúng là có lão sư kỳ quặc sẽ có học viên kỳ quặc. Học ba chiêu kỹ năng nông phu liền muốn đánh thắng ta, nếu việc này truyền đi liệu còn có cửa cho ta sống hay không? Hừ. Không để ý tới đối phương, Viên Đào đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh. Nên hắn không phí lời, lập tức giống to, nhào tới. Chiêu thức của hắn đương nhiên không có kết cấu gì, không khác gì phường vô lại đánh nhau. Trương Huyền vừa nãy dậy, một chiêu cũng vô dụng. Theo hắn thì dù sao cũng bị đánh, còn hơn là bị mất mặt. Không biết trời cao đất dày. Một tiếng cười gằn, Chu Hồng lui về phía sau, né tránh công kích của đối phương, thuận đà đẩy một cái. Bịch, Viên Đào nằm ngang bay ra ngoài, ngã xuống đất. Nhưng hắn da dày thịt béo, đánh một hồi cũng không cảm thấy đau đớn, tiếp tục đứng dậy, cắn răng lao tới. Thời gian hắn học võ quá ngắn, nên căn bản chẳng hiểu cái gì, chỉ có thể dựa vào bản năng đánh nhau để chiến đấu. Loại chiêu thức này đối phó với bọn du côn lưu manh còn được, đối phó Chu Hồng chuyên môn tu luyện, không khác gì trò cười của trẻ con. Hắn đã quyết định, vì bảo vệ sĩ diện cho Trương Huyền lão sư, cho dù bị đánh chết cũng không thể bỏ qua. Thời điểm hắn muốn tiếp tục xông tới liều mạng với đối phương, bên tai nghe thấy Trương lão sư truyền âm. Chương 85, hành hung Chu Hồng Trung. Chân khí truyền âm. Ngu ngốc, sử dụng ba chiêu ta vừa dạy lúc nãy. Hai chiêu trước có thể đánh một lần, tay trái đổi thành tay phải, chân trái đổi thành chân phải. Chiêu cuối cùng bất biến, nắm đấm biến thành ngón tay, công kích ba tấc phía dưới, nhớ kỹ, nhất định là ba tấc, không thể nhiều hơn cũng không có thể ít hơn. Chân khí truyền âm, chỉ ít cần đạt tới võ giả ngũ trọng mới có khả năng sử dụng, Trương lão sư tùy tiện truyền tới, toàn thân Viên Đào chấn động, nội tâm có thêm vài phần tin tưởng. Liều mạng vậy, dù sao cũng thế này rồi. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Viên Đào lấy ngựa chết làm ngựa sống, cho dù không như vậy cũng chẳng có biện pháp nào khác, lúc này không chút do dự, trực tiếp làm theo dặn dò. Làm người tu luyện, động tác tay trái đổi thành tay phải là vô cùng đơn giản. Vốn tay trái đưa về phía trước đổi thành tay phải, làm Chu Hồng sững sờ, nghẹo đầu tránh thoát công kích, đánh ra một chưởng công kích. Nhưng một chưởng này còn chưa tới trước mặt Viên Đào, liền thấy người sau từ bên phải di động sang bên trái, trùng hợp tránh thoát công kích của hắn. Nguy rồi, hắn luyện ngược lại. Chu Hồng lúc này không hiểu xảy ra chuyện gì, vội vàng thu hồi thủ chưởng bảo vệ gương mặt. Ba chiêu vừa nãy là đánh vào phía dưới, nếu chiêu thức đều là ngược lại, khẳng định là sẽ đánh vào mặt hắn. Bởi vì Trương Huyền đã nói lúc nãy, muốn đánh hắn thành đầu heo. Hắn phản ứng rất nhanh, cũng rất cấp tốc, chỉ tiếc chiêu công kích thứ ba của Viên Đào không phải ngược lại, vẫn là đánh xuống dưới, thậm chí còn đánh vào ba tấc phía dưới. Phốc! Chu Hồng chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy hông tê dần,
tiếp theo toàn thân tê dần. Nguy rồi, hắn đánh trúng mệnh môn của ta, tại sao hắn biết mệnh môn của ta? Sắc mặt Chu Hồng tái nhợt. Mệnh môn của hắn ở bên hông, bình thường che giấu rất tốt, vừa nãy Viên Đào liên tục dùng ngược lại hai chiêu số, khiến hắn bảo vệ mặt mũi, nằm mơ cũng không nghĩ tới mục tiêu thật sự của đối phương là ở đây. Mệnh môn bị đánh trúng, cả người như bị điểm huyệt, sẽ cứng ngắc trong thời gian ngắn. Cơ hội tốt. Nhìn thấy toàn thân Chu Hồng cứng ngắc, Viên Đào có ngốc cũng biết đã đánh trúng mệnh môn rồi, liền hưng phấn gầm rú một tiếng, lao tới. Gặp được cơ hội tốt này, nếu không cố gắng lợi dụng mới là kẻ ngu si. Oanh 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 oanh. Những chiêu thức lưu manh phố phường vốn không thể tới gần người, vào lúc này như mưa lớn trút vào mặt Chu Hồng, bản thân hắn còn chưa khôi phục được như cũ, nay ánh mắt tối sầm, bị nắm đấm thô to của Viên Đào nện tới tấp lại ngã xuống đất. Lúc này, kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm chiếm thượng phong, không dừng lại quá lâu, vừa tung người, thân thể mập mạp của Viên Đào ngồi lên ngực đối phương, hai nắm đấm nện vào mặt Chu Hồng tới tấp. Ngươi! Từ mất cảm giác, Chu Hồng đã khôi phục như cũ, nhìn thấy bị tên mập đặt dưới thân, liên tục đấm vào mặt, Chu Hồng phiền muộn sắp thổ huyết. Hắn là môn hạ cao đồ của Lục Tầm lão sư, là siêu cấp cường giả xếp thứ tư trong sát hạch nhập học, hiện tại lại bị tên tiểu tử đếm ngược đệ nhất trong sát hạch nhập học đè đánh vào mặt. Hắn sắp phát điên. Cút ngay. Muốn đẩy đối phương ra, nhưng thân thể đối phương thực sự quá nặng, giống như một trái núi nhỏ, dùng hết toàn lực cũng không nhúc nhích mảy may, hơn nữa nắm đấm cứng rắn như tảng đá lại liên tục nện xuống, còn chưa nói dứt lời, liền cảm thấy mặt sưng phù như bánh bao, hàm răng cũng gãy vài cái. Thật hay giả? Đám người Triệu Nhã đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều choáng váng. Thực lực Chu Hồng, vừa nãy từng thử, ngay cả bọn họ cũng không phải đối thủ, khó có thể ngăn cản, Viên Đào là người yếu nhất trong bọn họ, sao lại thắng nhanh như thế? Hắn trở nên mạnh như vậy từ khi nào? Mấu chốt nhất chính là ba chiêu quyền pháp của lão sư lại có thể dùng được. Được rồi, Viên Đào, ta nói rồi, đánh thành đầu heo là được, không được đánh chết. Thấy Viên Đào đánh điên cuồng như thế, Chu Hồng mặt mày sớm đã biến dạng, Trương Huyền vội vã khuyên can. Bất kể nói thế nào, đây là sứ giả do Lục Tầm phái tới, có ý là đủ rồi. Đánh đến hắn không nhúc nhích được thì áy náy lắm. Lão sư khác, cho dù là trưởng lão muốn chỉ điểm cho người khác đánh đối kháng đều phải suy nghĩ rất lâu, chung quy, chiến đấu biến hóa trong chớp mắt, không thể nhất thành bất biến. Nhưng Trương Huyền không giống, nắm giữ Thiên Đạo Đồ Thư Quán, sớm biết đối phương có võ kỹ gì, làm ra phản ứng gì, biết khuyết điểm trong chiêu số liền sớm lập ra phương án phá giải. Cho dù thực lực Viên Đào thấp hơn Chu Hồng rất nhiều, nhưng Trương Huyền sớm biết mệnh môn, nên đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thế muốn đánh bại hắn cũng đơn giản. Vâng. Cô đánh thêm mấy quyền, cảm thấy đã xả tức giận đủ rồi, lúc này Viên Đào mới đứng dậy. Vào lúc này Chu Hồng không khác gì đầu heo, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt sưng phù, căn bản không nhìn ra chút dáng dấp vừa rồi. Ngươi, đê tiện. Dẫy dụa đứng dậy, nhìn về phía Viên Đào, Chu Hồng nghiến răng nghiến lợi. Dưới cái nhìn của hắn, tên mập mạp này khẳng định giả vờ giả vịt, có thực lực lại cố ý giả vờ không chịu nổi một đòn. Làm cho bản thân mình sơ ý, lúc này mới đánh lén thủ thắng. Đáng ghét. Đê tiện, ta đê tiện thì sao? Ngươi muốn tiếp tục à? Không thèm đê tiện hay không đê tiện, Viên Đào lúc này đang đắm chìm trong niềm khoái cảm được đánh đối phương một trận, hắn vô sỉ nhìn sang. Ngươi! Thấy vẻ mặt hắn không chút sợ hãi, sắc mặt Chu Hồng khó coi, không dám phản ứng. Tên mập mạp này rõ ràng đã biết mệnh môn của mình, ngộ nhỡ đấu lại lần nữa. Hắn có khả năng bị đánh tơi bời. Đang lúc không biết phải làm sao, lúc này nghe Trương lão sư phía sau lên tiếng. Được rồi, đã đánh người ta thành như vậy, Viên Đào, không cần động thủ nữa. Giọng Trương Huyền nghiêm túc. Tốt. Nghe nói như thế, Chu Hồng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói vài câu để lấy lại thể diện, sau đó xoay người rời đi, nhưng bỗng nghe thấy Trương lão sư tiếp tục nói. Trịnh Dương, không phải ngươi vừa nãy muốn ra tay thử sao? Làm đi. Hả? Chu Hồng sững sờ. Không phải bảo ta rời đi sao? Tại sao lại muốn người khác tiếp tục? Sửng sốt một chút, lúc này trong mắt sinh ra tàn nhẫn. Đánh một chút cũng được. Vừa nãy Trịnh Dương là người xông lên đầu tiên, bị một cước đạp bay, rõ ràng thấy thực lực không ra sao. Hơn nữa, có kinh nghiệm của Viên Đào, chỉ cần phòng ngừa đối phương sử dụng ba chiêu kia ngược lại, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Lại nói. Vừa rồi bị đánh thảm như vậy, nếu như giờ không đánh mà trở về,
làm sao ăn nói với lão sư được chứ? Nghĩ tới đây, tuy rằng nghi hoặc, Chu Hồng vẫn cắn răng một cái, cười lạnh một tiếng. Đến đây đi. Được. Trịnh Dương tiến lên phía trước. Oanh oanh oanh. Hai người giao thủ với nhau, Trịnh Dương lúc nãy bị một cước đạp bay, nhưng giờ không hiểu ăn thứ thuốc bổ gì, hắn chuyển động chung quanh, căn bản không đánh chính diện với đối thủ. Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh với ta một trận. Chu Hồng quát. Đổi lại lúc bình thường, hắn mặc kệ đối phương chuyển động ra sao, đều có năng lực đuổi theo và đánh bại đối thủ, vừa rồi bị Viên Đào đánh rất thảm, toàn thân đau dữ dội, giờ chỉ có thể né tránh như vậy, chứ muốn bắt là không thể nào. Được. Trịnh Dương đáp ứng, tay trái đưa về phía trước, thân thể tránh sang phải, chiêu thứ nhất sử dụng thuận, chiêu thứ hai sử dụng ngược lại, sau đó nhân dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, lấy chỉ làm kiếm ấn vào bên hông Chu Hồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 86, hành hung Chu Hồng hạ. Biết ngay là như vậy mà. Thấy hắn ba chiêu không phải thuận thì chính là ngược, Chu Hồng sớm đã có phòng bị. Hắn là người đứng thứ tư trong sát hạch, từng trải qua không ít các cuộc giao đấu to nhỏ, ban đầu không chú ý tới loại chiêu thức thô thiển như vậy, sau khi có phòng bị thì làm sao có thể không đánh thắng được chứ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn nâng tay phải lên, phòng thủ đường tấn công của đối phương, đang định phản kích, liền nhìn thấy Trịnh Dương công kích chỉ là hư chiêu, một nắm đấm khác đã đánh tới trước mặt, đánh thẳng vào gương mặt của mình. Oanh! Chưa kịp phản ứng liền bị đánh thật mạnh. Khốn kiếp, người đê tiện. Liên tục lùi về sau hai bước, nước mắt nước mũi của Chu Hồng giàn giụa. Nắm đấm của Trịnh Dương lợi hại hơn Viên Đào nhiều, chỉ một quyền đã đánh hắn sắp ngất đi. Đê tiện, khi giao chiến đấu không có đê tiện. Trịnh Dương chẳng muốn phí lời, một chiêu đắc thủ, tiếp tục tấn công về phía trước, tay trái xuất một chỉ điểm vào mệnh môn, một nắm đấm khác thỉnh thoảng đánh vào mặt đối phương. Hai chiêu hai bút cùng vẽ, không chút do dự, không có gánh nặng trong lòng. Ngươi! Mỗi một lần Chu Hồng muốn chống đỡ, liền phát hiện một trong đó là hư chiêu, qua vài lần như thế, gương mặt càng sưng nhiều hơn, đầu choáng mắt hoa, phiền muộn sắp thổ huyết. Quá vô sỉ! Cho dù ngươi đã biết mệnh môn của ta rồi thì cũng không thể cứ dùng chiêu thức cũ như vậy chứ. Giống như cờ tướng chỉ lo ăn quân, thú vị sao? Có phong độ sao? Mặt ta sưng như thế, ngươi còn đánh. Không phải nói quyết đấu công bằng sao? Công bằng đâu? Công chính đâu? Còn bảo có ý là được, không tổn thương hòa khí. Ý của các ngươi, rốt cuộc là ở đâu thế? Dừng lại. Biết tiếp tục đánh, không chừng hắn sẽ chết ở chỗ này. Chu Hồng không thể làm gì khác hơn bằng cố nén đau thương vào lòng, vội vã lùi lại. Ta chịu thua. Không chịu thua không được, đối phương biết mệnh môn của mình, lại không có khí tiết của võ giả, luân phiên công kích, hỏi làm sao chống đỡ được. Đổi lại lúc chưa bị thương, còn có thể dựa vào thân pháp né tránh, nhân cơ hội phản kích, chứ hiện tại đôi mắt sưng lên chẳng nhìn thấy đường, tiếp tục đánh, chỉ sợ bản thân phải chết ở nơi này. Chịu thua là tốt rồi, Triệu Nhã, đến phiên ngươi. Trương Huyền nói, xin chỉ giáo. Triệu Nhã đi tới, căn bản không đợi đối phương phản đối, trực tiếp tấn công dữ dội. Động tác công kích không khác gì Trịnh Dương, không phải mệnh môn thì chính là khuôn mặt. Chu Hồng khóc. Được rồi, Vương Dĩnh, ngươi cũng thử xem. Lần thứ hai chịu thua, còn vẫn chưa kịp nói câu nào, Vương Dĩnh cũng đã đi tới. Tiếp theo, Lưu Dương. Rất nhanh, năm học viên môn hạ của Trương lão sư đều ngược đãi hắn một lần. Giờ thì đôi mắt Chu Hồng sưng húp híp chỉ còn thành một khe hở nhỏ, hắn sắp không khác gì người mù. Được rồi, nhanh bồi thường tiền, mỗi người chúng ta 1.000 kim tệ, còn phải sửa cửa, tổng cộng 1 vạn. Viên Đào tiến lên phía trước. 1 vạn, các ngươi chỉ có 5 người, tại sao lại là 1 vạn? Chu Hồng sắp điên rồi. Cửa của chúng ta giá 5.000. Viên Đào thản nhiên nói. 5.000. Nước mắt Chu Hồng chảy ào ào. Cái cửa này. 100 đồng tiền vàng có thể đổi 5 cái, giờ quát lên hẳn 5.000. Muốn gạt người cũng không cần như thế chứ, không bồi thường cũng được. Trương lão sư, chúng ta muốn tiếp tục luận bàn với cao thủ đứng thứ tư trong sát hạch, mong lão sư tác thành. Trịnh Dương nói, đồng môn luận bàn, nhất định phải hạ thủ lưu tình. Trương Huyền gật đầu, còn hạ thủ lưu tình, không cần, không cần, ta bồi thường còn không được sao. Nghe thấy Trương lão sư đáp ứng. Nói chuyện giống lúc nãy, khóe miệng Chu Hồng co giật, không dám phí lời, vội vàng lấy 10 tấm ngân phiếu 1.000 đồng ra. Giao ngân phiếu xong,
nội tâm hắn nhỏ máu. Tuy gia thế của hắn khá giả, nhưng 1 vạn đồng tiền vàng chính là tích lũy những năm qua của hắn, bởi vì đi giao một tấm chiến thiếp mà lưu lại tại nơi này. Bồi thường xong, hắn lo lắng dừng lại lâu hơn một chút sẽ bị đánh chết, Chu Hồng liền xoay người bỏ chạy. Lúc xông vào Hùng Dũng Oai Vệ khí phách hiên ngang, tự nhận bản thân độc tôn trong học viên, sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ rằng, hắn sẽ bị đánh thảm như vậy. Lão sư, Chu Hồng rời đi, Trịnh Dương, mấy người Viên Đào đều khiếp sợ nhìn Trương lão sư đang ngồi ở giữa phòng, trong mắt tràn ngập sự sùng bái. Mặc dù bọn họ có thể đánh thắng Chu Hồng, nhưng đó là nhờ vào công lao chỉ điểm 3 chiêu của Trương lão sư. Tùy tiện chỉ điểm liền dễ dàng đánh thắng đối thủ, giống như biết hắn sẽ sử dụng chiêu thức gì, rốt cuộc làm như thế nào. Lục lão sư, ngươi cảm thấy Trương Huyền có nhận lời khiêu chiến của ngươi hay không? Hồng Hạo trưởng lão vuốt râu, cười nói. Lục Tầm lão sư ra tay, Trương Huyền nhất định gặp xui xẻo, học viên của hắn sớm muộn gì cũng bị gọi tới đây, lần thứ hai lại trắng tay. Ta không cần biết hắn nhận lời hay không, dám cướp học viên của ta, không cho hắn biết chút lễ độ, sau này Lục Tầm ta làm sao lập uy tại học viện Hồng Thiên. Lục Tầm lão sư hừ lạnh. Đúng thế. Hồng Hạo trưởng lão gật đầu, đang muốn nói tiếp, liền nhìn thấy một tiểu tử đầu heo, mặt sưng đỏ, đi vào. Lục lão sư, xin làm chủ dùm ta. Người đó trực tiếp tới quỳ xuống đất, lên tiếng khóc lớn. Ngươi là... Nhìn thấy dáng dấp người này vô cùng xa lạ, Lục Tầm sợ hết hồn. Ta là Chu Hồng đây. Hắn lại như bị 1 vạn tổn thương lần nữa. Chu Hồng, không phải ta bảo ngươi đi giao chiến thiếp sao? Tại sao biến thành như vậy? Nghe đối phương nói tên của mình, Lục Tầm quả nhiên nhìn ra dấu hiệu mơ hồ trên đầu heo của Chu Hồng, không nhịn được hỏi. Đi giao chiến thiếp, tại sao biến thành như vậy? Ta bị đánh. Chu Hồng chảy nước mắt. Trương Huyền không tự trọng thân phận lão sư, ra tay với ngươi. Sắc mặt Lục Tầm sầm xuống, đứng phắt dậy, khí tức mạnh mẽ bộc phát. Hắn đã mở mấy chục huyệt đạo, là cường giả tích huyệt cảnh chân chính. Khó trách có thể trở thành lão sư nổi danh, thực lực như vậy cũng đủ làm trưởng lão học viện. Chu Hồng là cao thủ xếp thứ 4 trong sát hạch. Tuy bảng danh này không hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng đại biểu sức chiến đấu đỉnh cấp trong tân sinh. Môn hạ của Trương Huyền không có học viên cũ, người có khả năng duy nhất đánh hắn thành như vậy, chỉ có thể là vị Trương lão sư này. Là, học viên, Trương lão sư, không ra tay. Chu Hồng lúng túng. Học viên, ngươi nói đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương. Muốn tỉ thí với đối phương, lúc nãy Lục Tầm lão sư cũng có điều tra một hồi. Phát hiện học viên bị Trương Huyền chiêu mộ không tính là quá kém. Bọn họ liên thủ đánh ngươi. Không đúng, mấy người bọn họ có xếp hạng không thấp, nhưng ta đích thân chỉ điểm cho ngươi, tu vi có thể đột phá bất cứ lúc nào, cho dù bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi. Thực lực đám người Triệu Nhã không yếu, nhưng Chu Hồng lại mạnh hơn, mấy ngày nay, bản thân hắn tiêu tốn không ít tâm huyết, chỉ bàn về sức chiến đấu, võ giả nhị trọng trở xuống, hầu như không có đối thủ, cho dù có mấy người liên thủ. Sợ rằng cũng đánh không lại. Vậy tại sao có thể bị đánh thành như thế trong thời gian ngắn? Chương 87, thật sự là lão sư kém nhất. Ban đầu bọn họ liên thủ nhưng không đánh lại ta. Lúc này Trương lão sư đến, dạy 3 chiêu quyền pháp, không biết tại sao từng người như được thần linh trợ giúp, người chiến đấu đầu tiên với ta là Viên Đào. Chu Hồng vừa kể vừa thi triển 3 chiêu Trương Huyền truyền thụ cho học viên. Nghe hắn nói, xem hắn mô phỏng 3 chiêu. Lục Tầm và Hồng Hạo trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người đều cảm thấy lỗ tai mình nghe lầm, sắc mặt khó coi giống như táo bón. Ngươi nói, Viên Đào là người đệ nhất đếm ngược trong sát hạch nhập học. Bằng 3 chiêu này, ngươi, đánh không lại. Con mẹ nó, ngươi đang đùa ta sao? Lúc nãy điều tra, hắn có xem tư liệu của Viên Đào, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, không học được bất cứ võ kỹ, công pháp nào, cũng chỉ dựa vào da dày thịt béo và thể lực đỡ đòn mà thôi. Đệ nhất đếm ngược trong sát hạch nhập học, tại sao có khả năng đánh bại cao thủ đứng thứ 4 trong sát hạch? Có cần khuếch đại lớn như vậy không? Hơn nữa, bọn họ cũng thấy 3 chiêu này, rác rưởi cũng không thể rác rưởi hơn, nó cũng gọi là võ kỹ. Cho dù điên đảo sử dụng qua lại, thay đổi trái phải, cũng không tính là gì. Là hắn đê tiện. Chu Hồng thống khổ kể tỉ mỉ chiến đấu vừa rồi. Xem ra mệnh môn của ngươi bị người ta phát hiện, 3 chiêu đó chỉ là danh nghĩa. Đánh lừa sự chú ý của ngươi, chứ mục tiêu thực sự là nơi này. Nghe đối phương kể xong, lúc này Lục Tầm mới hiểu ra. Là học viên của hắn quá không cẩn thận.
Mệnh môn là nơi tập trung sức mạnh của người tu luyện, là căn bản của người tu luyện, nhất định phải cố gắng bảo vệ, nếu bị phát hiện, thật sự quá bất cẩn. Tuy phát hiện được mệnh môn, không có nghĩa có thể đánh thắng đối phương, chung quy chiến đấu không phải 1 cộng 1 bằng 2, còn rất nhiều thứ liên đới như phản ứng, ứng biến, nhưng nếu hai người tu vi tương tự giao đấu với nhau, một người trong đó bị phát hiện, vẫn vô cùng nguy hiểm. Những học viên kia, khẳng định không thể có tu vi bằng ngươi được, chỉ có thể đã phát hiện mệnh môn của ngươi, rồi lợi dụng điểm yếu ấy. Xem ra Trương Huyền lão sư không đơn giản, vốn cảm thấy tỉ thí với hắn không có ý nghĩa, trực tiếp nghiền ép, bây giờ xem ra không đơn giản như vậy, càng ngày càng thú vị. Lục Tầm không hổ là lão sư minh tinh trong học viện, nhanh chóng phân tích ra điểm mấu chốt của vấn đề. Mệnh môn là nhược điểm của người tu luyện, cần phải được bảo vệ rất tốt, rất khó phát hiện, hơn nữa, cho dù phát hiện, nếu không có năng lực đối kháng, cũng khó vượt qua. Giống như người bình thường cầm một con dao, biết rõ đâm vào tim là phải chết, nhưng lại không thể đánh lại cao thủ Quyền Anh. Nếu mấy học viên của Trương Huyền sớm phát hiện, khẳng định sẽ thắng trong lúc giao đấu trước đó, nên điều này rất hiển nhiên là hắn phát hiện và nói ra. Không sao, hiện tại ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đột phá võ giả nhị trọng, một khi thành công, mệnh môn của ngươi sẽ rời đi, đến thời điểm đó báo thù cũng không muộn. Vẫy tay một cái, Lục Tầm an ủi. Mệnh môn của người tu luyện không phải hình thành là không thay đổi, căn cứ công pháp tu luyện, cảnh giới, võ kỹ sẽ có khác nhau. Hiện tại mệnh môn của Chu Hồng ở phần eo, một khi đột phá võ giả nhất trọng, nhất định sẽ rời sang nơi khác, đến thời điểm đó, những hành động của bọn họ sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào. Thậm chí, công pháp tu luyện cao minh trong truyền thuyết, người có thực lực cường đại, căn bản không có mệnh môn và nhược điểm, cho dù muốn tìm cũng không tìm được. Dạ. Chu Hồng gật đầu. Lục Tầm nhìn sang. Một lúc nữa ta đi tìm Thượng Thần trưởng lão, xác định danh sách tỉ thí, cố gắng tu luyện, đừng làm ta thất vọng, đến thời điểm đó sẽ cho ngươi tự tay báo thù. Đa tạ Lục lão sư. Nghe an ủi, Chu Hồng khôi phục tự tin lần nữa. Đúng rồi, Hồng Hạo trưởng lão, không phải ngươi có quan hệ không tệ với Thượng Thần lớn lão sao? Xử lý loại lão sư phế vật như Trương Huyền, đến tìm phòng giáo vụ sẽ tốt hơn tìm ta. Nói tới Thượng Thần trưởng lão, Lục Tầm không nhịn được xoay đầu lại. Hồng Hạo trưởng lão là người có tư cách cạnh tranh chức viện trưởng nhất, không ít trưởng lão có quan hệ tốt với hắn, Thượng Thần là một trong số đó. Theo lý thuyết, nếu thật sự có mâu thuẫn với Trương Huyền, tìm chủ nhiệm ra tay, không phải dễ hơn tìm mình hay sao? Kỳ thật tìm đến phòng giáo vụ cũng không tiện, không thể ép học viên thay đổi lão sư. Nếu thật làm như vậy, hắn kiện đến sư giả công hội, nói bị chèn ép, chẳng phải càng thêm phiền phức. Hồng Hạo trưởng lão nói, nếu học viên tự nguyện bái sư, phòng giáo vụ không thể ép buộc. Chủ yếu nhất một điểm, Trương Huyền trong mắt hắn chỉ là rác rưởi, sát hạch lão sư không điểm mà thôi, cần gì phải tìm tới chủ nhiệm. Làm thế không khác gì đại tài tiểu dụng. Đương nhiên không thể nói ra những lời này, như thế Lục Tầm lão sư nhất định sẽ cảm thấy hắn không tôn trọng mình. Kỳ thực đối phương không nói, với trình độ thông minh của Lục Tầm cũng có thể đoán được. Nếu không phải hai học viên bị đào đi không rõ nguyên nhân, hắn không quan tâm những chuyện vô bổ này, càng không yêu cầu sư giả bình chắc gì hết. Hai người đang nói chuyện với nhau, bỗng nhìn thấy một thanh niên đi nhanh tới. Lục Tầm. Còn chưa tới trước mặt, đối phương liền hô lên. Hóa ra là Vương lão sư, sao ngươi ở đây? Lục Tầm cười nói. Người tới chính là lão sư minh tinh khác của học viện, Vương Siêu. Trịnh Dương muốn bái cao thủ thương pháp làm sư. Hồng Hạo trưởng lão, đi tới trước mặt, nhìn thấy Hồng Hạo ngồi bên cạnh, Vương Siêu bái một cái, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Lục Tầm. Đã nghe chuyện phòng giáo vụ chưa? Nghe nói cái gì? Lục Tầm khó hiểu. Ngươi không biết, Thượng Thần trưởng lão bị cách chức điều tra. Vương Siêu nói, lúc nãy sư giả công hội đã ban bố mệnh lệnh. Thượng Thần trưởng lão bị cách chức điều tra, xảy ra chuyện gì vậy? Không những Lục Tầm khó tin. Ngay cả Hồng Hạo trưởng lão cũng giật mình. Đường đường là một chủ nhiệm của Học viện Hồng Thiên, tại sao không có một chút tin tức nào, nói mất chức liền mất chức. Có người nói hắn hãm hại một lão sư, làm việc bất công, cũng có người nói, khi tiến hành học tâm khảo vấn không công bằng và công chính, ngược lại chuyện này bị sư giả công hội biết, trực tiếp mất chức. Vương Siêu nói, Tào Hùng xin tiến hành học tâm khảo vấn, động tĩnh không lớn, không ít lão sư không biết. Hãm hại. Không công chính, là vị lão sư nào lợi hại như vậy,
có thể lật đổ cả thượng thần trưởng lão, thậm chí còn có thể làm sư giả công hội xuất thủ. Lục Tầm hỏi thăm, tuy thượng thần trưởng lão chỉ là chủ nhiệm phòng giáo vụ, nhưng hậu phương lại rất cứng, thậm chí lại là bằng hữu của trưởng lão sư giả công hội, lật đổ hắn, hơn nữa còn làm triệt để như vậy, chắc là rất khó. Hồng Hạo trưởng lão nhìn sang, muốn biết là nhân vật lợi hại nào. Ta nghe nói là lão sư rác rưởi nhất trong học viện chúng ta. Trương Huyền. Vương Siêu suy nghĩ một chút, nói. Trương Huyền, sao có thể có chuyện đó? Lục Tầm, Hồng Hạo trưởng lão như bị đạp phải đuôi, đồng thời nhảy lên, cả hai trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như điên rồi. Ăn mấy món thôi mà có thể phá đồ tử lâu đứng sừng sững hơn 10 năm, là lão sư khiến học viên hủy bỏ khóa học đầu tiên để đến báo danh. Tùy tiện dạy mấy học viên liền đánh thắng học viên xếp thứ tư trong bảng sát hạch nhập học thành đầu heo còn lật đổ thượng thần trưởng lão chủ nhiệm. Trương Huyền, thực sự là lão sư kém nhất học viện. Chương 88, Luyện Đan Sư Công Hội. Được rồi, bài học hôm nay dừng ở đây, trở về cố gắng tu luyện theo những gì ta dạy, nửa tháng sau sư giả bình chắc, ta không muốn thua trận. Cũng hy vọng các ngươi không làm ta thua trận. Trong phòng học, Trương Huyền nói một hồi liên quan tới việc tu luyện. Lúc này mới vẫy tay một cái. Trải qua hai ngày ở chung, hắn đã từ từ thích ứng nghề nghiệp lão sư, càng ngày càng có phong độ sư giả. Vâng, Trương lão sư. Mấy người Triệu Nhã, Trịnh Dương siết chặt nắm đấm, sắc mặt ai nấy đều đỏ ửng lên. Chuyện vừa rồi, bọn họ biết Lục Tầm lão sư muốn khiêu chiến Trương lão sư, nhân vật cá cược là bọn họ. Đổi lại lúc trước, nghe nói có thể bái làm môn hạ Lục lão sư, ai nấy tuyệt đối sẽ hưng phấn ngủ không yên. Nhưng hiện tại, đánh chết cũng không đi. Thuận miệng có thể chỉ ra những khuyết điểm của bọn họ, chữa khỏi bệnh cho Triệu Nhã, Phương Dĩnh, tìm được công pháp cao minh, thậm chí còn cho bọn họ đặt tên, tìm ra mệnh môn của Chu Hồng giúp bọn họ thắng lợi hoàn toàn. Vị Trương lão sư này nắm giữ một mị lực đặc biệt, khiến bọn họ khiếp sợ, khâm phục, cũng không dám sinh ra tâm tư khác. Cáo biệt, lão sư. Mọi người rời khỏi lớp học. Ngươi nói. Một quyền của Trương lão sư đánh ra lực lượng 55 đỉnh. Ngay cả Bạch Tốn tiểu vương gia cũng phải thỉnh giáo hắn. Vừa ra khỏi lớp học, mọi người lập tức nhìn về phía Lưu Dương, dò hỏi việc học tâm khảo vấn hôm nay. Lưu Dương không giấu giếm, hắn nói tất cả mọi việc đã thấy. Khi mọi người nghe Trương lão sư có lực lượng tích huyệt cảnh, từng người khiếp sợ tột đỉnh, đôi mắt tỏa sáng. Nghe tới hành vi vô sỉ của phòng giáo vụ, ai nấy đều tức giận căm phẫn sục sôi. Cơ hồ sắp nổ tung. Các vị, Lục Tầm lão sư khiêu chiến, ta cảm thấy đây chính là cơ hội tốt tìm lại chính danh cho Trương lão sư. Sau khi kể xong mọi việc tại học tâm tháp, Lưu Dương nhìn quanh một vòng. Vì lẽ đó, trong nửa tháng này ta hy vọng mọi người cố gắng tu luyện, giành lấy vẻ vang vì lão sư, cũng là đánh ra danh tiếng của chúng ta. Đúng thế, Trương lão sư phẩm cách cao thượng, làm người khoan dung, hắn không quan tâm tiểu nhân nói xấu. Với tư cách là học viên của hắn, chúng ta có trách nhiệm khôi phục danh dự giúp hắn. Đôi mắt Triệu Nhã lóe sáng, lóe lên ánh mắt kiên định. Ta cũng đồng ý. Vương Dĩnh hơi ngốc cũng cắn răng lên tiếng. Trương lão sư chữa khỏi chân cho nàng, còn sáng tạo một bộ công pháp cho riêng nàng, phần ân tình này, cho dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp. Thêm chúng ta nữa. Viên Đào, Trịnh Dương cùng đi lên. Thống nhất vậy nhé, nửa tháng này. Chúng ta liều mạng tu luyện, thi đấu tân sinh, nhất định phải làm cho đám người xem thường Trương lão sư người nhìn rõ. Trong mắt Lưu Dương mang theo kiên định, giọng nói trầm ổn. Học viên của hắn, là mạnh nhất. Cuộc tỉ thí nửa tháng sau. Không biết năm học viên của mình đã có ý chí chiến đấu sục sôi, hiện tại Trương Huyền ngồi trong phòng học, cau mày suy nghĩ. Hắn không lo lắng mấy người Triệu Nhã, Phương Dĩnh, mỗi người đều có bối cảnh thâm hậu, phối hợp với công pháp hắn truyền thụ. Thực lực nửa tháng sau chắc chắn sẽ tăng lên rất lớn, Trịnh Dương, Lưu Dương có thiên phú không yếu, lòng háo thắng cũng mạnh, cố gắng chỉ điểm, tu vi tăng mạnh không phải vấn đề duy nhất chính là Viên Đào. Tên này là tán tu, sau lưng không có nhân mạch và chỗ dựa, thậm chí chưa từng tiếp xúc với công pháp, muốn tiến bộ nhanh trong nửa tháng, việc này có phần khó khăn, trừ khi tìm biện pháp kích hoạt huyết mạch long tê thượng cổ của hắn. Ý niệm này xuất hiện trong đầu. Trước kia hắn dùng thiên đạo đồ thư quán kiểm tra, Viên Đào nắm giữ huyết mạch long tê thượng cổ, loại huyết mạch này có phòng ngự vô địch, một khi kích hoạt, bất kể tu luyện hay phòng ngự, tốc độ lĩnh ngộ sẽ tăng thật lớn. Muốn giúp hắn tiến bộ nhanh hơn, sợ rằng chỉ có thể đi con đường này.
Thế nhưng, làm sao kích hoạt huyết mạch Long Tê? Tìm ra được phương pháp rồi, lại nảy sinh vấn đề. Huyết mạch Long Tê là huyết mạch truyền thừa từ thượng cổ tới nay, quý hiếm không gì sánh được, ghi chép liên quan với nó, đã ít lại càng ít, đã biết được tên, kích hoạt như thế nào, sợ rằng không ai trong toàn Thiên Huyền Vương quốc biết được. Kích hoạt thể chất đặc thù, có 3 phương pháp, thứ nhất, tu luyện từng bước, đạt tới cảnh giới nhất định là có thể kích hoạt. Phương pháp này rất cẩn trọng, nhưng lại tiêu hao quá nhiều thời gian, thậm chí không ít người còn chưa kịp kích hoạt đã bỏ mình. Thứ hai, sau khi tra ra thuộc tính của thể chất, dùng đan dược đối ứng, dược lực mạnh mẽ, có tỷ lệ gia tăng thành công nhất định. Thứ ba, trải qua tình huống đặc thù, tử vong hoặc trúng độc, đã từng có một cường giả, bị người ta đâm 70 đao mới kích hoạt, còn có một vị, bị người ta hạ kịch độc, thất khiếu chảy máu, tắt thở 3 ngày mở ra thể chất đặc thù, thành công phục sinh. Tinh thần hơi động, một quyển thư tịch liên quan tới thể chất đặc thù xuất hiện trong đầu, bên trên ghi chép một ít phương pháp kích hoạt. Xem một hồi, gương mặt Trương Huyền âm trầm. Loại thứ nhất, loại thứ hai còn tính là bình thường, loại thứ ba. Là cái quỷ gì vậy? Tử vong hoặc là trúng độc, đâm hơn 70 đao, ăn kịch độc thất khiếu chảy máu. Ngộ nhỡ vẫn không kích hoạt được thì sao? Chẳng phải chết thật. Chỉ có thể dùng phương pháp thứ hai. Day day lông mày. Phương pháp thứ ba khẳng định không được, chỉ có thời gian nửa tháng, loại phương pháp thứ nhất cũng không kịp, suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có loại phương pháp thứ hai thích hợp nhất. Đã như thế, đi luyện đan sư công hội một phen xem sao, biết đâu có thể tìm ra đan dược thích hợp, kích hoạt được huyết mạch Long Tê của Viên Đào và thân thể thuần âm của Triệu Nhã. Nghĩ thế Trương Huyền liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Triệu Nhã và Viên Đào đều sở hữu thể chất đặc thù, nếu có thể kích hoạt, tu vi sẽ tăng lên rất lớn. Trong nghề nghiệp thượng cửu lưu, hầu như đều có tổ chức liên minh của mình, luyện khí sư luyện bảo sư công hội, trận pháp công hội, thuần thú sư công hội. Luyện đan sư cũng không ngoại lệ. Là một trong những nghề nghiệp đặc thù trên đại lục, tuy luyện đan sư hơi kém hơn danh sư một chút, nhưng cũng có địa vị tôn sùng làm người ta ngưỡng mộ, rốt cuộc chỉ cần là người tu luyện, sẽ không thể không bị thương, không muốn đột phá thăng cấp, mà những việc này lại cần luyện đan sư trợ giúp. Bọn họ luyện chế đan dược. Có thể phát huy dược lực lớn nhất, giúp người tu luyện thu được dược hiệu lớn hơn. Chính vì thế, luyện đan sư công hội vô cùng náo nhiệt, ngày nào cũng đông nghịt người, võ giả đến đây mua thuốc, hỏi dò đếm không xuể. Tiền thân của Trương Huyền chưa từng tới nơi này, nhưng với tư cách là một trong các thế lực lớn nhất phương thành, hắn vẫn biết vị trí của nó. Đi dọc theo con đường học viện chừng một canh giờ, hắn liền đến trước mặt. Luyện đan sư công hội có kiến trúc hùng vĩ rộng lớn. Như một giáo đường to lớn, phía trên có treo một tấm biển, 5 chữ lớn như rồng bay phượng múa luyện đan sư công hội. Không do dự quá nhiều, Trương Huyền nhấc chân đi vào. Vừa bước vào cửa là đại sảnh rộng lớn, bên trong người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Muốn biết đan dược gì có thể mở huyết mạch Long Tê và thân thể thuần âm, hoặc hỏi thăm luyện đan sư, hoặc nghiên cứu thư tịch đan dược. Mục đích chủ yếu của Trương Huyền tới nơi này là hỏi thăm tin tức, chứ không phải mua đan dược. Nên chỉ có 2 phương pháp này. Hắn không quen bất cứ luyện đan sư nào, không thích hợp tìm người hỏi thăm, hơn nữa, cho dù quen biết, đối phương cũng chưa chắc biết. Bởi vì huyết mạch Long Tê và thân thể thuần âm quá mức hy hữu. Chọn phương pháp thứ hai, người khác muốn tìm tin tức hữu dụng trong thư tịch, không khác gì mò kim đáy biển, hắn nắm giữ máy gian lận thiên đạo đổ thư quán trong tay, nên không giống. Đã có quyết định, nhanh chân đi vào tiền sảnh luyện đan sư công hội. Chương 89, Văn Tuyết phẫn nộ. Văn Tuyết là nhân viên tiếp đãi ở tiền sảnh luyện đan sư công hội, chí nguyện lớn nhất chính là trở thành luyện đan sư, đáng tiếc thiên phú không được, liền học nghề mà cũng thi không đỗ. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn ngoài công việc ở tiền sảnh, nhưng vẫn nỗ lực học tập. Nhìn bề ngoài thì kẻ phục vụ ở tiền sảnh không tính là gì, nhưng trên thực tế thu nhập rất khá, bán được đan dược sẽ trích phần trăm, tuy rằng số lượng không nhiều. Nhưng bán càng nhiều thì thu được càng nhiều, một năm qua, doanh số thu vào của nàng gấp 5, 6 lần so với người làm công việc tương tự. Cho dù thu nhập không tệ, nàng lại không muốn ở lại nơi này thêm một ngày, không phải công việc khó làm, mà là vì dung mạo của nàng. Nàng chừng 20 tuổi, đang độ tuổi xuân thì, hơn nữa mấu chốt nhất chính là cha mẹ cho nàng dung mạo rất xinh đẹp, không nói vạn dặm khó tìm, chí ít cũng là trăm người chọn một. Vốn dĩ, người được xinh đẹp là một chuyện tốt. Chỉ cần là phụ nữ đều cảm thấy vô cùng tự hào. Công việc của nàng thì khác, phải xuất đầu lộ diện,
mỗi ngày các thế gia công tử cố ý tới gần đếm không hết, còn đưa ra đủ loại yêu cầu không thể tưởng tượng nổi. Có vài người, hàng ngày đều cố ý tới quấn quýt, dùng đủ các chiêu số, nàng phiền chán không chịu nổi. Bởi vì là nhân viên phục vụ, nàng không thể đuổi người ta đi, nếu thật sự làm như vậy, chỉ cần bọn họ nói rằng tới đây mua đồ, vậy là bản thân khẳng định gặp xui xẻo. Chỉ mong ngày hôm nay đừng gặp những con ruồi không biết xấu hổ kia. Nói thầm trong lòng, chỉnh sửa y phục, nàng tươi cười đứng trong quầy hàng. Liền theo đó nàng nhìn thấy một thanh niên đi vào. Tuổi của thanh niên này không lớn, chắc chưa đủ 20, da rẻ lại bảo dưỡng không tệ, bóng loáng nhẵn nhụi, dường như còn tốt hơn nàng vài phần. Tiên sinh, xin hỏi ngươi cần cái gì? Nở nụ cười chuyên nghiệp, Văn Tuyết nhìn sang. Chỗ của các ngươi, có bán thư tịch không? Chính là loại liên quan tới công hiệu đan dược, có thể kích hoạt loại thể chất đặc thù. Thanh niên hỏi. Người này chính là Trương Huyền. Tiền thân chưa bao giờ tới nơi này, cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ có thể hỏi người phục vụ. Muốn mua thư tịch, xin đi phòng sách, nơi này là luyện đan sư công hội. Nghe thấy lời của đối phương, nụ cười trên mặt trầm xuống, sắc mặt Văn Tuyết khó coi. Muốn tới gần, ngươi nên tìm cách chuyên nghiệp hơn được không? Đến luyện đan sư công hội mua sách, sao ngươi không đi quán cơm mua giày? Không phải, ta muốn tìm thư tịch liên quan tới công hiệu đan dược, trong phòng sách không có. Không nhận ra thái độ nữ tử đột nhiên thay đổi, Trương Huyền suy nghĩ một chút lại nói. Giả vờ, được, ta sẽ lẳng lặng xem ngươi giả vờ. Văn Tuyết khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo. Thấy đối phương không nói lời nào, Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương không hiểu ý của mình, tiếp tục giải thích. Ta muốn tìm một loại đan dược có thể kích hoạt thể chất đặc thù, nhưng không biết loại đan dược nào thích hợp, muốn tra thư tịch liên quan, chỗ của các ngươi có hay không, có thể bán cho ta mấy quyển, hoặc là cho ta mượn xem cũng được. Đã nói không có. Không để ý tới ngươi, còn không hiểu sao. Còn mua sách, mượn sách, thủ đoạn như vậy cũng muốn lừa gạt nữ tử. Văn Tuyết nhận định người trước mặt cố ý quấy rối để thu hút sự chú ý của nàng. Không phải vậy sao, làm gì có ai chạy tới luyện đan sư công hội mua sách? Không phải muốn ăn đòn sao? Vào lúc này, Trương Huyền cũng nhìn ra thái độ đối phương không tốt, cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không đắc tội đối phương, tại sao lại có thái độ như vậy? Chắc đang thời kỳ tiền mãn kinh. Lắc đầu một cái, cũng chẳng thèm để tâm, làm người văn minh, có tư tưởng xuyên Việt, nên hắn cũng không buồn tính toán với phụ nữ. Nếu như Văn Tuyết biết được suy nghĩ trong đầu hắn, nhất định sẽ tức chết. Bổn cô nương mới 20 đấy, ngươi mới thời kỳ tiền mãn kinh. Như vậy đi, có lẽ luyện đan sư công hội các ngươi có tàng thư khố, có thể dẫn ta đi xem không? Biết giải thích không thông, Trương Huyền suy nghĩ một chút, nghĩ tới biện pháp khác. Bất kể sư giả công hội hay luyện đan sư công hội, tất cả đều cung cấp những tài liệu thuận tiện cho chức nghiệp đặc thù, tất nhiên sẽ có tàng thư khố riêng, có thể cung cấp cho những chức nghiệp giả đặc thù học tập, không ngừng tiến bộ. Nếu đối phương không bán thư tịch, chỉ cần cho hắn tiến vào tàng thư khố xem, cũng có thể giải quyết vấn đề. Tàng thư khố, ngươi còn muốn vào tàng thư khố? Thấy yêu cầu của tên tiểu tử này càng ngày càng không hợp thói thường, Văn Tuyết không nhịn được nữa. Nếu như không mua đan dược, xin rời đi cho. Sao vậy, sao không cho ta vào tàng thư khố? Vào đó một lần bao nhiêu tiền, ngươi nói là được, ta không phải không trả tiền. Trương Huyền có chút không vui. Nữ nhân này không có bệnh tật gì chứ? Bản thân chỉ hỏi một chút, tại sao giống như ăn thuốc súng? Nghe thấy khẩu khí đối phương lộ ra thế gia công tử coi tiền tài như cặn bã, thái độ phách lối, Văn Tuyết càng đáng ghét hơn. Có tiền ghê gớm lắm sao? Có tiền có thể làm được mọi chuyện. Nói cho ngươi biết, luyện đan sư công hội có tàng thư khố, hơn nữa chia làm sơ đẳng, cao đẳng, cho dù là tàng thư khố sơ đẳng cũng cần luyện đan sư học đồ mới có thể vào lật xem, ngươi là luyện đan sư sao? Là luyện đan học đồ sao? Luyện đan học đồ. Trương Huyền sững sờ, lập tức bừng tỉnh. Hắn thật không biết về luyện đan sư công hội, nhưng cũng biết một ít về học viện, học viên có tàng thư khố học viên, lão sư có của lão sư. Không có tư cách lão sư không thể vào. Nếu không, ai cũng tùy tiện đi vào lật xem lung tung, còn gọi gì là bí mật nữa. Hơn nữa, lật xem cũng đành, nếu như nhìn thấy công pháp tốt, tu luyện lung tung, tẩu hỏa nhập ma, ai chịu trách nhiệm. Chắc hẳn luyện đan sư công hội cũng như vậy, chia tàng thư khố thành sơ đẳng, cao đẳng, chỉ có đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể lật xem, cũng phòng ngừa có người tham nhiều không tiêu hóa hết,
còn có thể bảo đảm bí tịch không truyền ra ngoài. Luyện đan học đồ ư, ta không phải, thì như thế nào vậy? Hắn chỉ là một lão sư bình thường, chưa bao giờ học luyện đan, tự nhiên không thể làm luyện đan học đồ, có điều cái gì cũng có thể tiến hành khảo hạch, muốn trở thành danh sư, cũng cần học nhiều tri thức. Khảo hạch, ngươi muốn khảo hạch luyện đan học đồ. Văn Tuyết cho rằng đối phương cố ý đến gần, nội tâm tức giận như thiêu đốt, lúc này thấy hắn giả vờ giả vịt muốn khảo hạch luyện đan sư học đồ, cũng không nhịn được nữa. Được thôi, bên kia có điểm khảo hạch, để ta dẫn ngươi đi. Ngươi không phải giả vờ sao? Giờ ta dẫn ngươi đi, xem ngươi còn có thể không biết đủ hay không. Dù chỉ là học đồ, cũng giống danh sư học đồ, cần tầng tầng sàng lọc, khảo hạch đủ loại tri thức, cơ sở, bản thân mình thi mấy năm liên tục cũng không qua được. Ngươi chỉ là một tên công tử bột muốn câu dẫn nữ nhân, chưa trải qua lớp học đồ, chưa từng xem qua sách dược liệu, sách luyện đan, vậy mà còn muốn thi. Đùa gì thế? Hừ, không làm ngươi mất mặt xấu hổ, vạch trần bộ mặt của ngươi, sợ rằng ngươi vẫn còn cho rằng ta dễ lừa. Văn Tuyết cong môi lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bên kia có. Làm sao, không dám đi. Văn Tuyết cười gằn. Hả, tốt quá. Thấy đối phương hùng hổ giống như ăn thuốc nổ, Trương Huyền lắc đầu một cái, đang muốn đi tới, đột nhiên lúng túng nhìn sang. Nội dung khảo hạch luyện đan học đồ là gì? Cần xem sách không? Chương 90, khảo hạch đường. Ngươi, không nghe thấy lời này còn đỡ, nghe nói như thế, Văn Tuyết cảm thấy ngực khó thở, cả người như sắp nổ tung. Cố ý tới gần ta, ta còn có thể nhịn, muốn chiếm lấy cảm tình, ít nhất cũng phải thể hiện bác học biết nhiều, có một ít học vấn chứ. Giờ thì hay rồi, luôn miệng nói muốn khảo hạch luyện đan học đồ, giờ lại không biết nội dung thi là gì, không biết xem sách gì. Ngươi có dám quang minh chính đại hỏi lại hay không? Làm sao, ngươi cũng không biết thì ta hỏi người khác vậy. Nhìn thấy ngực nàng nhấp nhô, biểu hiện giống như động kinh, vẻ mặt Trương Huyền đầy phiền muộn. Có phải nữ nhân này có bệnh hay không, ngươi biết thì nói tỉ mỉ, không biết thì thôi, tại sao kinh ngạc như thế, chẳng lẽ trúng gió? Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương giống như, không biết đừng gạt ta, Văn Tuyết suýt nổi điên. Tốt, ngươi cứ giả vờ đi, chờ lát nữa, ngươi sẽ mất mặt xấu hổ. Khảo hạch luyện đan sư học đồ, phải nhớ kỹ 10 vạn dược tính của dược vật, đặc thù, lịch sử luyện đan sư, nguyên nhân. Đè nén lửa giận, Văn Tuyết giải thích. Luyện đan sư là nghề nghiệp tiếp xúc với dược liệu, nếu không nhận ra dược liệu, không phân biệt được thì làm sao luyện đan. Đại lục rộng lớn vô ngần. Dược liệu nhiều đếm không xuể, 10 vạn loại nhìn thì nhiều, trên thực tế chỉ là những gì cơ bản nhất, một số luyện đan sư, quanh năm tiếp xúc với dược liệu, sống cả đời cũng chỉ có thể phân biệt được một ít, đừng nói đến một tiểu học đồ. Chỉ thi những thứ này, rất đơn giản, nơi nào có thư tịch dược liệu, giờ ta sẽ đi xem. Nghe giải thích, Trương Huyền sững sờ. Chỉ cần có sách, thiên đạo đồ thư quán có thể hình thành thư tịch, ghi chép tri thức vào đầu hắn. Nếu chỉ thi những thứ này, đối với hắn mà nói là rất đơn giản. Khả năng này còn mạnh hơn năng lực đã gặp là không quên vô số lần. Đơn giản. Khóe miệng Văn Tuyết co giật, nếu không nhẫn nhịn đối phương là khách hàng, nàng chỉ là nhân viên phục vụ, khẳng định đã sớm động thủ. Mỗi loại dược liệu có đặc tính không giống nhau, phối hợp với những dược liệu khác, sẽ xuất hiện đủ loại phản ứng, chỉ nhớ kỹ 10 vạn dược liệu đã rất ghê gớm rồi, càng không cần nói thuộc tính của chúng. Mặc dù nàng tự nhận trí nhớ không tồi, vậy mà nhớ vài năm cũng chẳng nhớ hết, khảo hạch rất dễ lẫn lộn. Hắn là công tử bột, một tên tiểu thử chỉ biết tán gái, lại nói đơn giản. Giả vờ, tiếp tục giả vờ, xem một lúc nữa ngươi hạ màn như thế nào. Nơi khảo hạch học đồ có bán thư tịch, ngươi đi theo ta. Nội tâm phán định đối phương cố ý thu hút nàng chú ý, trong lòng nàng càng tức giận, cười lạnh, tiến lên trước dẫn đường. Một lát sau, cả hai liền đi vào một gian phòng rộng rãi, phía trên viết 3 chữ lớn, khảo hạch đường, một trung niên ngồi trước cửa, đang xem sách. Khảo hạch đường là nơi khảo hạch luyện đan học đồ, không thể cho phép người ta ra vào tùy ý. Vị trung niên này cũng muốn khảo hạch học đồ, kiên trì qua 20 năm nhưng không thành công, giống như Văn Tuyết, hắn vừa làm vừa học tập. 20 năm vẫn chưa vượt qua khảo hạch, đủ thấy độ khó lớn cỡ nào. Lý Thúc, Văn Tuyết ngừng lại. Ngươi đến đấy à, muốn mua sách hay khảo hạch? Trung niên gọi là Lý Thúc ngẩng đầu lên và cười cợt. Không phải ta, là vị tiên sinh này, hắn nói muốn khảo hạch luyện đan học đồ. Văn Tuyết cười gằn, chỉ vào Trương Huyền.
không phải ngươi nói muốn khảo hạch sao? Hiện tại ta báo danh cho ngươi đó, cái gì cũng không biết, một lúc nữa, xem ngươi kết thúc như thế nào. Khảo hạch học đồ là luyện đan sư tự mình ra đề mục, không biết cái gì đã dám xông vào, tương đương với khiêu khích, chọc giận luyện đan sư, đến lúc đó ngươi sẽ khóc. Ngươi muốn khảo hạch. Người trung niên nhìn về phía Trương Huyền, hơi cau mày. Bản thân học hơn 20 năm vẫn không thi đỗ, tiểu tử này chỉ mới 18-19 tuổi, thi cái gì chứ? Vâng. Trương Huyền gật đầu. Chỉ có trở thành luyện đan học đồ mới có thể đi vào thư viện sơ đẳng của luyện đan sư công hội đọc sách, hết cách rồi, đành phải vui đùa một chút thôi. Nếu như hai người này biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ phun máu chết tại chỗ. Hàng ngày chúng ta học tập, hàng ngày đọc thuộc lòng, tiêu tốn mấy năm, mấy chục năm vẫn không làm được, người chưa đọc quyển sách nào liền muốn khảo hạch, còn nói muốn vui đùa một chút. Không giả vờ có được không? Tiền ghi danh 2.000 đồng tiền vàng. Vượt qua sẽ trả lại cho ngươi, không vượt qua, không trả. Vì phòng ngừa có người không có thực học, lại đến làm lỡ thời gian. Thấy hắn xác nhận, người trung niên Lý Thúc nói ra quy tắc báo danh. Được. Trương Huyền tiện tay lấy ra hai tấm ngân phiếu 1.000 đồng tiền vàng. Hôm qua cược bảo, lấy được tiền của tên lừa đảo Dương Mặc, hiện tại gia sản của hắn khá lớn, 2.000 đồng tiền vàng, không tính là gì. Quả nhiên là công tử bột có tiền. Thấy hắn tiện tay lấy tiền ra không chút do dự, Văn Tuyết cũng xác định phán đoán của mình. 2.000 đồng tiền vàng, đối với nàng mà nói phải làm việc lâu mới có thể tích góp được, tên này vì muốn thu hút sự chú ý của mình mà tiện tay lấy ra, không phải công tử bột thì là gì. Chỉ tiếc, tiền nhiều dùng sai phương hướng, không những không tạo ra hiệu quả như dự đoán, còn biến thành chuyện cười. Cầm tiền, Lý Thúc gật gật đầu, đưa cho Trương Huyền một tờ khai tin tức cá nhân, lúc này mới nói. Ngày hôm nay vừa lúc có một nhóm khảo hạch, sẽ tổ chức vào 2 canh giờ sau ngươi tới đây. 2 canh giờ. Đi một chuyến từ trường học tới nơi này đã mất 1 canh giờ, hắn tự nhiên không thể lại trở về, nhìn sang trung niên. Chỗ của ngươi có sách khảo hạch học đồ không? Ta có thể xem tại đây một lúc. Muốn lâm trận mới mài gươm ư? Được thôi, trong gian phòng kia, muốn mua muốn xem, tùy tiện chọn. Nhưng chỉ đọc sách 2 canh giờ, có chút không kịp. Lý Thúc chỉ về phía sau. Trương Huyền nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy sau lưng hắn là một dãy thư tịch lớn, xếp đặt lít nha lít nhít, có tới 10 mấy giá sách, hơn vạn bản. Nhiều như vậy. Khó trách thi học đồ khó như vậy, đừng nói nhớ kỹ, chỉ xem xong đống sách này cũng đủ mệt chết. Ta tùy tiện xem, không cần mua. Nói xong, Trương Huyền đi vào gian phòng. Thư tịch đối với hắn mà nói, căn bản không cần dùng tiền. Tùy tiện lật xem là thiên đạo đồ thư quán có thể sao chép y hệt, biến thành tri thức của mình, mua làm gì. Còn giả vờ, bổn cô nương sẽ tiêu hao ngày hôm nay với ngươi, xem ngươi giả vờ tới khi nào. Phát hiện đối phương nhìn thấy nhiều sách như thế, lại còn giả vờ giả vịt đi vào nói muốn xem, Văn Tuyết cũng không rời đi, cười lạnh. Nói thật, từng gặp qua rất nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy tiểu tử nào không biết xấu hổ đến như vậy. Rõ ràng không biết cái gì. Không ngờ lại dám nói năng hùng hồn muốn khảo hạch luyện đan học đồ. Nếu nói như vậy cũng bỏ đi, đằng này còn công nhiên nói xin đi đọc sách. Nếu như không phải giả vờ giả vịt, bất cứ người nào nhìn thấy nhiều sách như thế, sợ rằng nội tâm e ngại, cảm thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Gần vạn bản, chỉ đi quanh đã mất cả buổi, huống gì nói xem. Nếu ngươi vô liêm sỉ như vậy, ta cũng lặng lẽ xem ngươi giả vờ. Cho dù bị trừ lương hôm nay cũng phải chứng kiến ngươi mất mặt xấu hổ. Sau 2 canh giờ, xem ngươi làm sao kết thúc việc này. Văn Tuyết bị tên này chọc giận không nhẹ, dự định đấu với hắn tới cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 91, 3 vòng khảo thí. Trương Huyền kiếp trước là người độc thân, chưa từng yêu đương, không biết suy đoán nội tâm nữ nhân nghĩ gì, càng không biết. Chỉ 10 phút ngắn ngủi vừa rồi đã chọc giận phục vụ viên Văn Tuyết chết đi sống lại. Nhưng cho dù biết cũng không sao cả. Xinh đẹp không thể ăn thay cơm, then chốt, so với Trầm lão sư, Hoàng Ngữ, người còn kém 108.000 dặm, lấy tự tin ở đâu ra. Hắn hiện tại không có thời gian quản việc này, đi tới giá sách đầu tiên trong phòng, tùy tay cầm lên 10 mấy quyển sách, nhẹ nhàng lật một cái, tiếp theo thả xuống, tiếp tục cầm quyển tiếp theo. Sột soạt, sột soạt. Âm thanh lật sách vang lên không dứt bên tai, từng quyển sách được ghi vào thiên đạo đồ thư quán. Sau khi xem nội dung,
Trương Huyền cũng nhìn ra, quả như phục vụ viên nói, đúng là tri thức cơ bản nhất của luyện đan sư, trong đó bao quát phân biệt dược liệu, tường giải, thuộc tính, phân loại, phối hợp dược liệu có xuất hiện xung đột hay không. Đổi thành nếu phải đọc thuộc lòng, chắc chắn mệt chết tươi, khó mà hoàn thành. Khó trách luyện đan sư thân phận cao quý, chỉ riêng nhớ những thứ này cũng cần tốn nhiều tâm huyết hơn người thường. Hắn làm gì vậy? Văn Tuyết vẫn muốn chứng kiến giây phút Trương Huyền xấu mặt, thấy hắn liên tục lật sách, căn bản không có ý xem, đôi mắt nàng chớp chớp, không rõ vì sao. Có khả năng không tìm được sách mình muốn, không cần để ý đến hắn. Người trung niên Lý Thúc quay đầu nhìn, tiện tay cầm một quyển sách, đưa tới. Ngươi thử xem một chút xem sao, thời gian quý giá, ôn tập một chút, như vậy mới có thể vượt qua khảo hạch. Văn Tuyết gật gù, không nói thêm nữa, đưa tay nhận cuốn sách, xem kỹ. Bất kỳ nghề nghiệp nào cũng đều cần nỗ lực học tập, không thể một lần mà thôi, luyện đan sư càng phải như vậy. Luyện chế đan dược, một đan phương thường thường có hơn 100 loại dược liệu, nhận sai một loại, dược vật khó khăn lắm mới có thể mua về đó ngay lập tức sẽ biến thành phế phẩm, vì thế không thể qua loa được. Rất nhanh, hai canh giờ qua đi. Trương Huyền cũng đã lật hết quyển sách cuối cùng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Khó trách danh sư khó khảo hạch, không nói chuyện khác, chỉ riêng luyện đan đã phức tạp thế này. Cảm khái một tiếng. Lão sư, là người truyền thụ tri thức, tất cả nghề nghiệp đều cần. Một danh sư lợi hại, tinh thông đủ loại nghề nghiệp, nói cách khác, danh sư không những có thể dạy người tu vi, luyện đan, luyện khí, trận pháp, cũng có thể chỉ điểm. Chính vì thế, danh sư mới được người khác kính ngưỡng, đứng trên tất cả nghề nghiệp. Trương Huyền tưởng rằng luyện đan rất đơn giản, chỉ cần có đan phương, cứ dựa theo mà làm, cứ bốc từng loại dược liệu là được, hiện tại xem ra không phải thế. Mỗi một loại dược liệu, số tuổi không giống nhau, thuộc tính cũng không giống nhau. Phối hợp với dược vật khác sẽ xuất hiện đủ loại biến hóa, nếu chỉ biết tăng thêm dược vật, sẽ không thể luyện chế thành công. Chỉ luyện đan đã phức tạp như vậy, một danh sư lợi hại còn nắm giữ nhiều loại nghề nghiệp, vừa nghĩ vậy hắn đã cảm thấy đáng sợ. Vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Văn Tuyết vẻ mặt cao ngạo đứng cách đó không xa. Không ngờ ta vẫn còn ở đây, đúng không? Ngươi có ở đây hay không thì liên quan gì tới ta? Trương Huyền im lặng nhìn sang. Ta chỉ muốn khảo hạch luyện đan học đồ mà thôi, ngươi ở đây cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi, chỉ một lát nữa thôi là thời điểm ngươi phải khóc. Văn Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Khảo hạch sắp bắt đầu, vào đi thôi. Người trung niên khoát tay áo một cái. Dạ, không để ý đến nữ nhân luôn tự cho mình là đúng kia, Trương Huyền nhấc chân đi vào gian phòng. Gian phòng không lớn, chỉ mấy chục mét vuông, bên trong đã có mấy người ngồi. Ai nấy đều lộ ra vẻ căng thẳng. Chỉ chốc lát, một lão nhân đi tới. Là luyện đan sư nhất tinh trung cấp duy nhất của luyện đan sư công hội tại Thiên Huyền Quốc, Âu Dương Thành tiền bối, cũng là công hội hội trưởng trong Thiên Huyền Quốc. Đúng đấy, ta còn tưởng rằng là Đỗ Mãn luyện đan sư, không ngờ là hắn. Thảm rồi, nghe nói hắn nổi tiếng nghiêm khắc, vậy là hôm nay không có một chút may mắn nào. Vừa nhìn thấy lão nhân này đi vào, vẻ mặt mấy người đang ngồi suýt bật khóc. Luyện đan sư giống như danh sư, có phân tinh cấp, nhất tinh xem như thấp nhất. Cho dù là vậy, toàn bộ Thiên Huyền Quốc cũng không có danh sư nhất tinh, nắm giữ luyện đan sư nhất tinh đã xem như rất tốt rồi. Không để ý tới những lời xì xào của mọi người, Âu Dương Thành bình thản bước vào gian phòng, nhìn quanh một vòng. Các vị tới đây khảo hạch, chắc hẳn đều có chút tự tin. Á! Tất cả mọi người lúng túng. Không vượt qua khảo hạch. Không ai dám nói tự tin 100%. Nếu đã đến đây để khảo hạch, ta cũng nói rõ ràng, nếu như gian dối bị ta phát hiện, cấm khảo hạch cả đời. Âu Dương Thành vung tay lên. Vâng. Mọi người gật đầu. Thấy bọn họ đồng ý, Âu Dương Thành gật gù. Nói xong phần quy củ, giờ ta nói nội dung khảo hạch một chút. Khảo hạch luyện đan học đồ tổng cộng có 3 vòng. Thứ nhất, khảo hạch bài thi. Trên bài thi sẽ có một ít tri thức dược liệu ngẫu nhiêu. Trả lời chính xác hơn 90%, mới xem như vượt qua. Vòng thứ hai, phân biệt trong thời gian giới hạn, chính là cho các người dược liệu nhất định, trong thời gian hạn định, phán đoán ra cụ thể nó là gì, có công hiệu, thuộc tính gì. Yêu cầu này rất cao, nhất định phải trả lời chính xác 100% mới vượt qua. Vòng thứ ba, rất đơn giản, kiểm nghiệm tu vi. Nhất định phải đạt được võ giả tam trọng chân khí cảnh đỉnh phong mới được. Tại sao phải đưa ra yêu cầu này? Rất đơn giản,
luyện đan sư học đồ sẽ nghe theo luyện đan sư sai phái, nếu như tu vi quá kém, khí lực không có, làm sao vận chuyển vạc lò luyện đan, nhanh chóng phân biệt dược liệu. Những người có thể tới đây khảo hạch, không biết đã học tập bao nhiêu năm rồi, hẳn cũng biết rõ quy trình. Chỉ có Trương Huyền xa lạ một ít, nhưng nghe xong cũng rõ ràng. Vô cùng đơn giản, chỉ cần trả lời đúng thì vượt qua, xem ra không tính là quá khó. Nếu mọi người đã hiểu, giờ bắt đầu tiến hành vòng đầu tiên, làm bài thi, thời gian là một canh giờ. Âu Dương Thành nói xong, lấy bài thi ra, phát xuống. Trương Huyền liếc mắt nhìn, khóe miệng cong lên. Bài thi là một chồng giày, có tới mấy chục tấm. Mấy chục tấm bài thi, một canh giờ. Tại sao tình cảnh này này lại tương tự kiếp trước? Không nghĩ tới xuyên Việt đến dị giới, trở thành lão sư, mà hắn còn cần trải qua khảo hạch. Vừa nghĩ lại đã cảm thấy say. Bắt đầu trả lời câu hỏi. Phát bài thi xong, không để ý tới mọi người, Âu Dương Thành lạnh lùng đứng chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ. Đừng nhìn vậy tưởng hắn không quan sát mọi người, nếu có người dám gian dối, nhất định sẽ bị phát hiện, trực tiếp đuổi ra ngoài. Trương Huyền cũng không có ý định gian dối, cúi đầu xem bài thi. Thiếu hụt, cầm lấy bài thi, trong lòng hắn hô lên, đầu óc chấn động, một quyển sách xuất hiện. Liếc mắt nhìn, Trương Huyền dở khóc dở cười. Chỉ thấy trên quyển sách viết, luyện đan sư công hội Thiên Huyền Quốc, bài thi khảo hạch luyện đan học đồ, một thợ thủ công ở Bạch Y phường dùng mạch cán chế tạo, khuyết điểm 1, trang giấy quá kém, không thích hợp lưu giữ, dễ dàng sinh trùng. 2, không thể thấm nét mực rất tốt dễ dàng lan ra. Mẹ nó, ta muốn đáp án chứ không phải tìm khuyết điểm của trang giấy. Cố nén kích động đến thổ huyết, Trương Huyền không để ý tới bài thi, mà tập trung sự chú ý vào một vấn đề. Chương 92, người hết hy vọng đi. Hãy miêu tả phân loại thanh diệp thảo và đặc thù của địa cương hôi chỉ hoa. Chư tâm diệp có thể phối hợp mấy loại dược liệu. Đề mục trên bài thi chi chít, cũng giống như phục vụ viên Văn Tuyết từng nói, tất cả đều có quan hệ đến dược liệu. Tìm kiếm. Nhìn thấy những vấn đề này, tinh thần Trương Huyền hơi động, từng thư tịch trên giá sách bay tới, rơi xuống trước mắt, không ngừng mở ra. Rễ cây thanh diệp thảo khác nhau có thể chia thành tử hành, hoàng hành, hắc hành, địa cương hôi chỉ hoa có đặc thù. Nhìn nội dung trong thư tịch, Trương Huyền múa bút thành văn, nhanh chóng trả lời câu hỏi. Kiếp trước có thói quen dùng bút máy, tuy rằng bút lông có phần khó dùng, chung quy thiền thân cũng đã học, viết ra chữ viết cũng không tính quá xấu. Ao ao ao, điên vào, lật xem quá nhanh, nên âm thanh vang lên liên tục. Những người khác làm bài, đều dựa vào trí nhớ, trầm tư suy nghĩ, hắn thì hay rồi, có thiên đạo đồ thư quán trong tay, trực tiếp tìm ra đáp án, dù muốn hay không, cũng không khác gì sao chép, tốc độ nhanh chóng khiến người ta líu lưỡi. Hả? Nhìn quanh một vòng, đang muốn xem tình hình mọi người trả lời câu hỏi như thế nào, bỗng thấy Trương Huyền múa bút thành văn, Âu Dương Thành cau mày, sắc mặt trầm xuống. Xem ra là con cháu thế gia thử vận may. Mỗi lần khảo hạch luyện đan học đồ đều có không ít người biết rõ không thể vượt qua, nhưng vẫn cố ngông cuồng tới đây thử vận may. Những người này gia thế không tệ, không quan tâm 2.000 đồng tiền vàng thế chấp, chỉ muốn xem đề bài, trở về có thể học thuộc lòng mang tính chất học tủ. Đối với người như thế, hắn vô cùng xem thường. Không khác gì đầu cơ trục lợi. Không đọc thuộc lòng mười mấy vạn loại dược liệu, chỉ muốn dựa vào vận may trở thành luyện đan học đồ, nào có chuyện tốt như vậy. Hừ, mỗi lần khảo hạch, bất cứ đề mục, vấn đề, đều không giống nhau, chưa bao giờ có lặp lại, cho dù ngươi đến khảo hạch nhiều lần nữa cũng vô dụng, xem ra phải cố gắng chỉnh đốn tình trạng này, bằng không ỷ vào có tiền liền tới đây khảo hạch, nếu những người nghề nghiệp khác nhìn thấy, còn không cười chê. Vung tay áo một cái, trong lòng khẽ hừ một tiếng. Mặc dù bài thi không thể mang hết đặc tính mười mấy vạn loại dược liệu làm đề thi, nhưng lại bao quát rất rộng, không am hiểu dược liệu, dược tính sâu sắc, không thể trả lời chính xác 90% trở lên. Trương Huyền trẻ tuổi như vậy, chưa nhìn rõ đề thi đã viết linh tinh, trong mắt hắn đã biến thành con cháu thế gia đầu cơ trục lợi. Luyện đan sư kiêng kỵ nhất ra vẻ hiểu biết, không được phép có qua loa và sai lầm, xuất hiện một chút vấn đề, tổn thất dược liệu là nhỏ, không cẩn thận còn chết người. Chính vì thế, khảo hạch học đồ, bề ngoài là 3 vòng, trên thực tế còn là giám thị tâm tính, thái độ quan sát cẩn thận của thí sinh, giống như tên trước mặt, còn chưa nhìn rõ đề thi đã viết loạn, từ đó biết rõ thái độ có vấn đề. Không cần sửa bài thi, thâm tâm hắn đã phán định Trương Huyền không cách nào vượt qua, cũng phán hắn tử hình.
cũng chẳng phải hắn quá mức ước đoán chủ quan, có thấy ai trả lời bài thi, còn chưa xem xong đề bài đã viết loạn xạ vào chưa? Ngươi thấy ai không cần nghĩ mà bút mực tung bay như vậy? Không thèm suy nghĩ liền trực tiếp trả lời câu hỏi, khẳng định là viết bậy. Đổi thành bất kỳ người nào, e rằng không ai tin hắn có thể trả lời đúng tất cả đề thi. Không tới nửa canh giờ, mười mấy tấm bài thi, Trương Huyền đã trả lời xong xuôi. Phù! Thở ra một hơi, Trương Huyền kiểm tra một lần nữa, thấy không có vấn đề gì mới nộp bài. Nộp bài thi, nhanh như vậy. Có khả năng biết rõ không làm được, chủ động từ bỏ. Nói thật, khảo hạch thực sự quá khó khăn, chủ động từ bỏ cũng bình thường. Chủ động từ bỏ không có gì, then chốt ở chỗ do Âu Dương tiền bối giám thị, ta đoán tiểu tử này sắp gặp xui xẻo. Nhìn thấy Trương Huyền nộp bài thi, phía dưới ồn ào. Khảo hạch một canh giờ, vậy mà chưa tới một nửa thời gian liền nộp bài thi, trong lịch sử khảo hạch học đồ, chưa bao giờ xuất hiện chuyện như vậy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy, hắn không phải đã làm xong, mà là cảm thấy không làm được, thực sự không đủ tự tin làm tiếp. Khảo hạch kế tiếp bắt đầu khi nào? Không để ý tới mọi người nghị luận, nộp bài thi cho Âu Dương Thành, Trương Huyền hỏi. Thu bài thi xong chắc chắn cần thời gian chấm bài thi, biết trước thời gian, hắn cũng sớm chờ. Không hỏi còn tốt, nghe nói như thế, Âu Dương Thành cảm thấy lửa giận càng thiêu đốt, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Người cái gì cũng không biết, điền loạn viết loạn, cho dù buổi khảo hạch kế tiếp cũng không có quan hệ gì tới ngươi. Khảo hạch luyện đan học đồ, chỉ có thông qua vòng một mới có tư cách khảo hạch tiếp, với tài nghệ của ngươi vẫn còn chờ vòng khảo hạch kế tiếp. Tỉnh ngủ chưa? Có điều, dù gì hắn cũng là một luyện đan sư chính thức, cho dù tức giận, nhưng cũng không tới mức biểu hiện trước mặt tiểu nhân vật không thi đậu học đồ, liền vẫy tay một cái. Ra ngoài chờ, nếu thấy thông báo thì đi vào. Không thông báo là không thông qua, có thể đi về. Ồ, Trương Huyền gật đầu, đi ra khỏi phòng. Thật là ngông cuồng. Hắn vừa rời đi, Âu Dương Thành cầm bài thi trên tay cũng cảm thấy khó chịu, tiện tay ném sang một bên. Người như vậy chẳng cần xem bài thi cũng được, nếu xem chỉ tăng thêm tức giận. Trương Huyền đi ra khỏi phòng. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán trong tay thì việc khảo hạch kiến thức như vậy với hắn là quá đơn giản, không có bất cứ độ khó gì. Ngươi nộp bài thi rồi. Không phải khảo hạch là một canh giờ sao? Tại sao mới nửa canh giờ đã đi ra? Người trung niên Lý Thúc nhìn hắn đi ra, vẻ mặt kinh ngạc. Bài thi khảo hạch học đồ có rất nhiều đề bài, mỗi lần thi hắn đều cố gắng lắm mới hoàn thành trong một canh giờ, thậm chí có một số đề mục còn chưa xem xong, vì thế mới đưa ra đáp án sai lầm, không thể vượt qua, nửa canh giờ đã đi ra, có phải quá nhanh rồi không? Chuyện này còn phải nghĩ sao? Khẳng định cảm thấy khó hoàn thành, nên buộc lòng buông bỏ đây mà. Văn Tuyết nở nụ cười. Không phải ngươi rất biết giả vờ sao? Không biết cái gì cả liền đi thi học đồ, lần này biết rõ độ khó rồi chứ? Ha ha! Nghe được lời của đối phương, Trương Huyền chẳng buồn giải thích. Hơn nữa, cho dù giải thích, đối phương khẳng định cũng sẽ không tin, so với việc tốn nước bọt, còn không bằng chờ kết quả cuối cùng, khi đó tất cả sẽ rõ ràng. Sao hả, chột dạ, dù ngươi giả vờ, lần này cũng không giả ra được. Vẻ mặt ấy được Văn Tuyết cho rằng chính là biểu hiện chột dạ. Đầu óc có bệnh, dành thời gian đọc sách đi, không nên nói nhảm nữa. Đối với nữ nhân này, Trương Huyền không nói gì, vừa gặp mặt đã nhắm vào hắn, cứ như hắn đã cưỡng dâm ả ta không bằng. Thực sự có bệnh, cẩn thận nhớ lại, tiền thân hình như cũng không biết nàng ta. Nếu không quen biết, cố ý nhắm vào hắn làm gì? Trương Huyền không rõ vì sao. Ngươi, vốn tưởng rằng bị vạch trần tận mặt, tên tiểu tử này sẽ xấu hổ tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, đằng này thì hay rồi, còn nói mình có bệnh. Ngươi mới có bệnh, một thân đều là bệnh. Văn Tuyết tức giận hít thở dồn dập, bộ ngực ngạo nghễ phập phồng lên xuống, thân thể như sắp nổ tung. Ồ, ta biết rồi. Trong đầu tự nhiên lóe sáng, Trương Huyền nghĩ ra một lý do, rốt cuộc hiểu vì sao đối phương gây phiền toái cho mình. Ánh mắt tỏ ý thương hại, bất giác lắc đầu, trong lời nói mang theo chân thành và tận tình khuyên nhủ. Ngươi không nên cảm thấy cố ý gây phiền phức cho ta thì ta sẽ để ý ngươi. Loại ý nghĩ này thực sự quá ấu trĩ, nói rõ cho ngươi biết, làm thế chỉ khiến ta chán ghét thêm, sẽ phản tác dụng. Nói đến đây thở dài một tiếng. Ta chỉ thích nữ nhân ôn nhu trang nhã, sẽ không thích ngươi, vì thế ngươi nên từ bỏ suy nghĩ này đi.
Chương 93, phê duyệt bài thi. Kiếp trước khi học cấp 3 hắn cũng từng trải qua, yêu thích một nữ tử, cố ý biểu hiện trước mặt đối phương, thậm chí không tiếc cố ý đối nghịch với nàng, chính vì muốn thu hút sự chú ý của nàng. Nữ nhân này vừa gặp đã đối nghịch với mình khắp nơi, sợ rằng cũng giống như vậy. Bằng không, giải thích hành vi này thế nào? Lại nói tướng mạo của nàng không xấu, khẳng định có không ít nam nhân theo đuổi, quấn quýt lấy ta làm gì? Trương Huyền cảm thấy dầu dĩ. Bị người ta theo đuổi, xem ra cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hết hy vọng. Văn Tuyết lảo đảo, cảm thấy sắp phun một ngụm máu tươi, nàng như điên rồi. Rõ ràng là ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta thì có. Sao giờ lại biến thành ta cố ý gây phiền phức cho ngươi chứ hả? Mẹ nó chứ. Ngươi giải thích với ta, ánh mắt thương hại của ngươi là có ý gì? Bảo ta hết hy vọng là có ý gì? Bất kể nói thế nào, ta là đại mỹ nữ, vô số người yêu thích, tại sao giờ lại trở thành kẻ ế, không ai thèm lấy, phải tìm đến ngươi mới được. Hàm răng phát ra âm thanh ken két, gương mặt Văn Tuyết giật giật liên tục, giống như sắp nổ tung. Đúng vào lúc nàng không nhìn được muốn xuất thủ giáo huấn tiểu tử tự cho là đúng này, liền thấy người thanh niên này thở dài lắc đầu, đi tới một băng ghế và ngồi xuống. Nước chảy mây trôi, không mang theo một áng mây. Được rồi, Văn Tuyết. Đây là trước cửa khảo hạch, ngộ nhớ bị luyện đan sư nhìn thấy, sau này muốn khảo hạch sẽ khó khăn. Lý Thúc mở miệng. Dạ. Nghe nói như thế, Văn Tuyết không thể làm gì khác hơn là kìm nén lửa giận, cũng ngồi xuống. Nơi này là trước cửa phòng khảo hạch, luyện đan sư đại nhân thường xuyên xuất hiện, nếu quả thật bị bọn họ nhìn thấy bản thân đang nổi giận chiến đấu với người khác, sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng, lần sau muốn khảo hạch học đồ, sẽ rất khó qua. Xem như người gặp may, một lúc nữa có thành tích, xem ta giáo huấn ngươi thế nào. Lạnh lùng nhìn tên tiểu tử ngạo mạn này, trong lòng Văn Tuyết thầm nghiến răng nghiến lợi. Không thèm để ý nữ nhân, thầm mến, bản thân, Trương Huyền ngồi lên ghế, cẩn thận chỉnh sửa mớ tri thức học được trong đầu. Rất nhiều tin tức liên quan đến dược liệu do vô số tiền bối tổng kết ra, cũng không có quá nhiều sai lầm, Trương Huyền tìm những chỗ sai lầm đó ra, cẩn thận nghiên cứu. Ý thức hắn đắm chìm trong thiên đạo đồ thư quán. Thời gian khảo hạch đã đến lúc kết thúc, tất cả mọi người đều nộp bài thi. Mọi người chờ ngoài cửa, ai thông qua vòng khảo hạch này, sẽ có thông báo tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp. Âu Dương Thành khoát tay, đuổi mọi người ra ngoài, cầm lấy bút son, hắn tiến hành chấm điểm bài thi. Lông mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm khó coi. Âu Dương huynh, thế nào, lần khảo hạch này có ai thông qua không? Vừa hay ta đang thiếu một học đồ. Thời điểm hắn chấm bài xong, một người trung niên đi nhanh tới. Đó là luyện đan sư nhất tinh khác trong luyện đan sư công hội, Đỗ Mãn. Thông qua ư, ngươi xem những người này, trả lời toàn kiểu rắm chó không kêu. Nếu trở thành học đồ, ta sợ sẽ trở thành nỗi hổ thẹn của luyện đan sư công hội mất. Ném bút son xuống, Âu Dương Thành tiện tay cầm chồng bài thi lên, tức giận nói một câu. Ta xem thử. Đỗ Mãn luyện đan sư đi tới trước bàn. Mở bài thi đã chấm xong, chỉ xem một lúc liền cau mày. Nội dung khảo hạch dưới cái nhìn của bọn họ, không tính là quá khó, nhưng ở đây bọn họ trả lời bát nháo, thậm chí ghi sai không ít dược liệu có dược tính thông thường. Nếu như người này trở thành học đồ, thật sự sẽ phá hư thanh danh của luyện đan sư công hội. Hả, bài thi này là gì? Âu Dương huynh sao không chấm? Liên tục lật 7, 8 bài thi, không có cái nào thỏa mãn. Đột nhiên đôi mắt Đỗ Mãn luyện đan sư nhìn một bài thi ở góc bàn. Trên đó không có dấu bút son, hiển nhiên chưa được chấm. Là một công tử bột ngông cuồng viết, khẳng định là kém, không cần xem cũng biết chắc không qua được, xem rồi chỉ tăng thêm tức giận, còn không bằng không chấm. Nhớ tới tiểu tử múa bút thành văn vừa rồi. Tâm tình Âu Dương Thành càng tệ hơn. Một tên tiểu tử chỉ viết nửa canh giờ liền nộp bài, không thông qua là tất nhiên, không cần phải chấm. Chuyện này là gì chứ? Mấy lần khảo hạch trước, xấu tốt có 3, 4 người vượt qua vòng khảo hạch đầu tiên, lần này thì tốt rồi, chấm nửa ngày cũng chỉ có 2 người, những kẻ khác trả lời cứ rối tinh rối mù. Công tử bột ư, ta xem hắn trả lời thế nào, mà khiến ngươi không thèm xem liền trực tiếp phán định không thông qua. Đỗ Mãn cười cười lắc đầu, tiện tay mở bài thi. Hả? Ánh mắt nhìn lên bài thi, tiếp theo là thét lên kinh hãi. Soạt, soạt. Âm thanh lật xem bài thi vang lên, sắc mặt Đỗ Mãn càng lúc càng kinh ngạc, gương mặt vốn không chút biểu cảm giờ cũng biến thành nghiêm túc. Sao thế,
có phải trả lời quá mức không tưởng tượng nổi? Thấy vẻ mặt của hắn, Âu Dương Thành hừ một tiếng. Một công tử bột không hiểu cái gì, ỷ có tiền liền trà trộn vào khảo hạch, quả thực không coi luyện đan sư công hội ra gì mà. Không phải, Âu Dương huynh, ngươi cũng xem đi. Nghe thấy giọng điệu có phần tức giận của đối phương, Đỗ Mãn vội vã cắt lời, đưa bài thi tới. Có gì tốt mà xem, dù sao cũng không thông qua. Lẩm bẩm một câu, Âu Dương Thành cũng cúi đầu nhìn sang, chỉ liếc mắt nhìn, cũng giống Đỗ Mãn lúc nãy, đôi mắt mở to, không nhịn được phát ra một tiếng. Ồ, mở ra tờ thứ hai. Hả, mở ra tờ thứ ba. A, lật tới tờ thứ tư. Chết tiệt. Trên mặt có đủ biểu cảm, bàn tay không ngừng chút nào, vội vội vàng vàng lật xem phía sau. Rất nhanh, mấy chục tấm bài thi đã lật xong, đôi mắt Âu Dương Thành sắp rơi xuống đất, khó tin nhìn sang. Sao có thể có chuyện đó? Không, không có một sai lầm nào. Đúng vậy, không ngờ không có sai lầm, có một vài chỗ chúng ta cố ý gây khó dễ, cho dù chúng ta trả lời, sợ rằng sẽ rơi vào cạm bẫy, có khả năng trả lời còn sai. Đỗ Mãn cũng có vẻ mặt không dám tin. Sở dĩ có tự tin vào bài thi này, bởi vì bên trên đề thi có một ít vấn đề khó, ngay cả bọn họ là luyện đan sư chính quy, không suy nghĩ cẩn thận, thậm chí không lật xem tư liệu cũng khó trả lời chính xác. Mà hiện tại, bài thi này chẳng những viết rõ ràng, mà không ngờ, không có một sai lầm nào. Chuyện này, sao lại thế được nhỉ? Không có sai lầm, vậy mà tại sao Âu Dương huynh lại khẳng định hắn không thông qua? Sau khi hết khiếp sợ, Đỗ Mãn không nhịn được hỏi. Một bài thi trả lời tốt như vậy là điều chưa từng xuất hiện trong luyện đan sư công hội tại Thiên Huyền Quốc. Thiên tài cỡ này, thế mà Âu Dương đây chưa xem đã phán không thông qua, cũng quả thật võ đoán quá. Ta! Mặt Âu Dương Thành đỏ lên, mãi không nói ra lời. Hắn là người nổi danh nghiêm túc cẩn thận, vô số người khâm phục, kết quả ngày hôm nay lại. Cái tát vào mặt này, rất đau. Nhìn thấy tiểu tử kia chỉ dùng nửa canh giờ đã viết xong bài thi, trong lòng hắn căn bản không để ý, vậy mà tại sao? Tất cả đều đúng. Tốc độ như thế, cho dù là hắn cũng không làm được. Lẽ nào tiểu tử này nghiên cứu về dược đạo đã vượt qua cả bản thân hắn? Nói một người có tri thức dược đạo mạnh hơn mình là công tử bột, không cách nào thông qua ư? Mẹ nó, không nên hại người như thế chứ? Âu Dương Thành cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không khác gì táo bón. Chương 9-14, nhận biết trong thời gian giới hạn. Phù, thở ra một hơi, Trương Huyền mở mắt ra. Trải qua hồi lâu nghiên cứu, kiến thức về dược liệu của hắn đã tăng lên đáng kể. Tất cả tri thức trong thư phòng, hiện tại đã biến thành của mình, giờ hắn đã thông hiểu đạo lý. Thiên đạo đồ thư quán, không những có thể phục chế bí tịch, tổ hợp thành thiên đạo thần công, mà còn dùng để học tập tri thức, cũng cực nhanh. Thịch 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 thịch. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Là học đồ Chu Hoa Hoa, mới thi đậu nửa năm trước. Không phải hắn làm học đồ cho Đỗ Mãn luyện đan sư hay sao? Đúng đấy, lúc này đi ra, chắc chắn là tuyên bố thành tích. Chỉ mong chúng ta được thông qua. Nhìn thấy chủ nhân tiếng bước chân, tất cả người bên ngoài, vội vàng đứng dậy. Đã có thành tích, có thể vạch trần bộ mặt giả vờ giả vịt của ngươi, ta xem ngươi tiếp tục giả vờ thế nào. Văn Tuyết cười lạnh, nhìn sang thanh niên trước mặt. Nói thật, nếu không phải sớm biết tên này giả vờ giả vịt, nàng sẽ cảm thấy đối phương có bản lĩnh thật sự. Bởi vì, hắn quá biết giả vờ. Từ lúc thi xong đến hiện tại, đã sắp qua một canh giờ, vì để thu hút sự chú ý của mình mà hắn có thể ngồi yên ở đó không nhúc nhích, hắn cũng được đấy chứ. Nhưng mà, vô dụng. Vừa nãy hắn đã triệt để đắc tội mình, muốn thay đổi suy nghĩ của ta ư, đừng hòng. Khảo hạch bài thi đầu tiên, tổng cộng 3 người thông qua. Chu Hoa Hoa học đồ đi tới trước cửa, cầm tờ giấy trong tay, bắt đầu đọc. Người đầu tiên, Lộ Viễn Thành Tôn Đào, tỷ lệ chính xác, 91%. A, là ta thông qua. Vừa nói, một thanh niên vừa hưng phấn nhảy lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều người ao ước. Tuy rằng chỉ mới thông qua vòng 1, nhưng điều đó đã chứng tỏ được tiếp cận luyện đan học đồ. Ngay cả Văn Tuyết cũng nhìn sang, ánh mắt sùng bái. Thứ hai, Tử Vân Thành Tiễn Văn Man, tỷ lệ chính xác, 90%. Là ta. Nghe gọi đến tên, lại một người đứng lên, sắc mặt đỏ lên. Người cuối cùng, Thiên Huyền Thành Trương Huyền, tỷ lệ chính xác. Dường như Chu Hoa Hoa có phần không dám tin,
cẩn thận nhìn vào trang giấy, lại dụi dụi mắt, lúc này mới xác nhận, giọng nói hơi run rẩy. 100%. Cái gì? 100%. Như vậy có nghĩa là, tất cả đáp án đều chính xác. Sao lại có chuyện đó? Đề thi khó như vậy mà có thể làm đúng hết, Trương Huyền là vị cao nhân nào? Đúng vậy, là ai? Nghe được người thông qua thứ ba lại có thể trả lời chính xác 100%, mọi người bùng nổ, giáo giác đưa ánh mắt tìm kiếm, muốn xem người nào là Trương Huyền. Được rồi, 13 vị thông qua tham gia khảo hạch vòng thứ hai. Chu Hoa Hoa cắt lời mọi người, hắn đi vào trong phòng. Hai người thông qua lập tức theo sau. Trương Huyền cũng đứng lên. Đã báo ra ba cái tên. Sao nào, còn không thừa nhận mình không biết cái gì. Thấy hắn đứng dậy, Văn Tuyết cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đôi mắt mở to, không nhịn được nói. Ngươi, tên là gì? Trương Huyền. Chẳng muốn tiếp tục để ý tới nữ nhân nông cạn này, Trương Huyền nhấc chân đi vào gian phòng. Trương Huyền, hắn, là Trương Huyền. Khảo hạch tỷ lệ chính xác 100%. Văn Tuyết chấn động, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt cảm thấy mình như thằng hề, mất mặt xấu hổ. Lúc trước nói người ta giả vờ giả vịt, kỳ thực không có bản lĩnh gì, kết quả. Người ta trả lời chính xác tất cả đề thi. Thật hay giả? Không phải ngươi không biết khảo hạch cái gì sao? Không phải ngươi chưa xem sách về khảo hạch sao? Tên lừa đảo. Quả thực chính là tên lừa gạt. Nhìn thì đần độn không biết gì, thế mà khảo hạch lại được điểm tối đa. Đại ca, người đùa giỡn ta sao? Văn Tuyết cảm thấy mặt mũi nóng bừng như thiêu đốt, sắp điên rồi. Một tiểu tử chỉ biết lật sách, lại có thể khảo hạch điểm tối đa. Lý Thúc bên cạnh, đôi mắt suýt rớt xuống đất. Mẹ nó! Lúc nãy hắn cho rằng đối phương tới chơi, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Từ hồi còn thiếu niên đến giờ hắn đã tham gia khảo hạch mà nào có thông qua, ấy vậy mà tên tiểu tử này lại trực tiếp đạt điểm tuyệt đối. Thực sự so sánh với nhau khiến người ta tức chết được đi mà. Là tên tiểu tử chỉ thi nửa canh giờ liền nộp bài. Ta tưởng rằng hắn từ bỏ, không nghĩ tới lại đạt điểm tối đa. Quá mạnh, nửa canh giờ liền làm đúng tất cả, hắn học kiểu gì vậy? Những người khác cũng nhận ra, đầu óc mê muội. Không biết đám người bên ngoài suýt điên lên, lúc này Trương Huyền lại đến ngồi trước bàn. Trên bàn trước mặt đã dọn ra các loại dược liệu, cơ bản đều là các loại không có trên thị trường, vô cùng xa lạ. Trên bàn có tổng cộng 10 loại dược liệu, cho các người thời gian một nén nhang, viết ra tên gọi, thuộc tính, cách dùng. Trong vòng khảo hạch này, nhất định phải trả lời chính xác tuyệt đối mới thông qua. Âu Dương Thành đứng trên bục, vung tay lên. Bắt đầu tính giờ. Vòng khảo hạch thứ hai là nhận biết dược liệu, cần chính xác tuyệt đối, nói cách khác, 10 cây dược liệu, nhận sai một cây, sẽ bị đào thải. Trương Huyền nhìn cây dược liệu đầu tiên. Đây là gốc cây lá xanh, hóa xanh, rễ cũng màu xanh. Thanh Tu Thảo. Nhớ tới ghi chép trên một quyển sách, một cái tên xuất hiện trong đầu. Tiếp theo bên trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán xuất hiện miêu tả về Thanh Tu Thảo, liền tiện tay viết ra. Viết xong loại dược liệu đầu tiên, bắt đầu xem loại thứ hai. Tuy những dược liệu này rất lạ, nhưng đối với tri thức dự trữ của hắn thì không tính là gì, rất hắn nhanh chóng viết ra 9 loại, còn một loại cuối cùng. Đây là hoa cúc, nhưng lá cây lại có màu trắng kỳ quái, rễ cây màu xám đen. Đang suy nghĩ xem nó là loại dược liệu gì, đột nhiên sửng sốt, hắn cười khổ, vỗ trán một cái. Thật là khờ. Có máy gian lận Thiên Đạo Thư Viện, phân biệt dược liệu khó khăn như vậy sao? Duỗi ngón tay về phía trước, hắn chạm nhẹ vào dược liệu. Hô! Quả nhiên, một quyển sách xuất hiện trước mặt, trên đó viết tỉ mỉ dược liệu tên gì, nắm giữ ưu điểm và thiếu hụt ra sao. Tiện tay sao chép là được. Tiếp theo hắn phân biệt sờ vào 9 gốc dược liệu lúc trước. Kết quả hầu như giống với đáp án của hắn, chỉ có một gốc không giống. Trương Huyền biết Thiên Đạo Đồ Thư Quán không sai, lập tức đổi thành đáp án chính xác. Viết xong tất cả, chỉ hết thời gian nửa nén nhang. Nộp đáp án lên. Trước kia cho rằng hắn tới quấy rối, trong lòng không thoải mái, biết được hắn là người đạt điểm tối đa trong vòng khảo hạch đầu tiên, Âu Dương Thành không dám tiếp tục xem thường, vội vàng xem đáp án. Đỗ Mãn Luyện đan sư ở bên cạnh cũng đi tới. Nhìn đáp án trên bài thi, đối chiếu từng cái. Vừa xem vừa thỏa mãn gật đầu. Thiếu niên viết nội dung, không những tên gọi giống nhau, mà thuộc tính dược liệu, đặc thù, công hiệu giống như đúc,
không có sai lầm gì. Đang muốn buông lời khen mấy câu, cho rằng hắn nhất định thông qua khảo hạch, đột nhiên đồng thời ngừng lại, hai người sững sờ. Được rồi, ta tuyên bố ngươi đã thông qua vòng khảo hạch thứ hai, chỉ có một vị. Rất nhanh, hai người kia đều nộp bài, Âu Dương Thành xem xong, nhìn quanh một vòng, đưa ra kết quả. Là Lộ Viễn Thành Tôn Đào. Chương 95, Long Lân Thảo. Là ta. Tôn Đào hưng phấn siết chặt nắm đấm, nhìn sang hai người Trương Huyền một chút, ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo. Vượt qua hai vòng khảo hạch, đạt được thân phận học đồ là chuyện như ván đóng thuyền. Không quan tâm tới Tôn Đào đang tự kỷ, nghe nói bản thân không đậu, Trương Huyền cau mày. Không đúng. Hắn đã dùng Thiên Đạo Đồ Thư Quán kiểm tra tất cả, không thể phạm sai lầm, tại sao không thể thông qua? Hai vị luyện đan sư đại nhân, xin hỏi ta sai ở đâu? Không nhịn được, Trương Huyền đi lên phía trước. Sao vậy, ngươi nghi vấn quyết định của hai vị đại nhân? Sai chính là sai, khẳng định là ngươi không nhận ra gốc dược liệu nào đó, hoặc là viết sai. Tôn Đào ngăn cản trước mặt, vung tay áo một cái, giọng nói đầy vẻ dạy đời. Trở về cố gắng học tập đi, lý luận là lý luận, thực tiễn là thực tiễn, ngươi trả lời lý luận không sai, nhưng không nhận ra dược liệu, cũng không trở thành luyện đan học đồ được. Giọng nói của hắn rất nặng, cử chỉ tao nhã. Tiểu tử, không phải lúc nãy rất đắc ý sao? Vòng khảo hạch đầu tiên bài thi đạt điểm tối đa rất dọa người, nhưng đến vòng nhận biết trong thời gian hạn định, lại cũng chỉ vô dụng. Viết sai về Ngư Lân Thảo, viết thành Long Lân Thảo. Thấy hắn nghi vấn, Âu Dương Thành mở miệng. Không nên nản chí, bài thi khảo hạch của ngươi đạt điểm tuyệt đối, đạt tới trình độ nhất định nói rõ lý giải được dược liệu, sau này cố gắng quan sát dược liệu, hiểu cách kết hợp với nhau, lần sau nhất định có thể thông qua. Đúng đấy, ngươi còn trẻ, không vội vã, chỉ cần khiêm tốn hiếu học, kết hợp thực tiễn, chắc chắn không tốn thời gian quá lâu, liền có thể trở thành luyện đan học đồ chân chính. Đỗ Mãn luyện đan sư cũng nói, nếu là một người bình thường, hai người căn bản không giải thích nhiều đến vậy, nhưng người trước mắt vừa mới đạt điểm tối đa, bọn họ cũng sinh ra tâm yêu tài. Ngươi nói thứ này, lúc này Trương Huyền đã hiểu vì sao mình không thông qua vòng khảo hạch thứ hai, hắn tới bàn cầm một gốc dược liệu lên, nhìn sang. Các ngươi quả thật nhận định đây là Ngư Lân Thảo. Đương nhiên, rễ cây giống như vảy cá, cành lá màu xám đen, không phải Ngư Lân Thảo là cái gì? Âu Dương Thành, Đỗ Mãn vẫn chưa trả lời, Tôn Đào lên tiếng đầy kiêu ngạo. Ngư Lân Thảo là một loại dược liệu hiếm thấy, đặc thù giống như hắn nói, rễ cây giống vảy cá, cành lá có màu xám đen. Tuy nó hiếm thấy, nhưng trong thư tịch có ghi chép. Chính là Trương Huyền viết sai về thứ này. Chẳng lẽ không đúng? Hiển nhiên Âu Dương Thành tán thành ý kiến của Tôn Đào, nghi hoặc nhìn sang. Đương nhiên không phải. Trương Huyền lắc đầu. Thậm chí hai vị luyện đan sư còn không rõ dược liệu khảo hạch là gì, đã kết luận ta không thông qua, như vậy quá võ đoán rồi đó. Ngươi đừng làm càn. Tôn Đào cho rằng thanh niên trước mắt lấy lòng mọi người, lúc này cắt ngang. Luyện đan sư đại nhân tự mình ra đề, làm sao có khả năng sai. Ngươi bớt nói hưu nói vượn đi. Hắn thông qua khảo hạch, rất có thể trở thành học đồ của hai vị này, đương nhiên phải sớm lấy lòng. Có phải nói hưu nói vượn hay không rất đơn giản. Thư tịch ở phòng bên ngoài, làm phiền một người lấy một quyển sách ở dưới cùng hàng thứ bảy tới đây. Chẳng muốn nói nhảm với người này, Trương Huyền lạnh nhạt nói. Hoa Hoa, người mau đi lấy. Âu Dương Thành và Đỗ Mãn nhìn nhau, sai Hoa Hoa đi lấy. Hoa Hoa gật đầu đi ra ngoài, chỉ một lát đã mang tới một quyển sách, chính là bản đặc thù dược tài khái thuật Trương Huyền nói đến. Lật tới trang 17, sẽ thấy bài liên quan tới miêu tả chi tiết Ngư Lân Thảo. Trương Huyền nói, học đồ Chu Hoa Hoa mở trang sách ra, quả nhiên tìm thấy giải thích cặn kẽ về Ngư Lân Thảo. Ngay cả việc này cũng nhớ kỹ. Âu Dương Thành và Đỗ Mãn luyện đan sư cùng nhìn sang, thân thể chấn động, lộ ra vẻ mặt khó tin. Ngư Lân Thảo là dược liệu bọn họ chọn tùy ý, trước đó chưa từng để lộ tin tức, đương nhiên không có khả năng gian dối. Lên tiếng đã nói thư tịch ghi chép cái gì, tờ bao nhiêu, vị trí nào trong phòng. Trí nhớ như thế quá nghịch thiên rồi. Làm phiền ngươi đọc giới thiệu tỉ mỉ về Ngư Lân Thảo. Không để ý tới bọn họ đang khiếp sợ, Trương Huyền nói tiếp. Ngư Lân Thảo, sinh trưởng trong đầm lầy, rễ cây có hình dáng vảy cá, toàn thân như than trì, trên đỉnh cành lá hơi có điểm trắng, Ngư Lân Thảo trưởng thành, vảy lớn bằng hạt đậu tương. Luyện đan học đồ Chu Hoa Hoa càng đọc về sau càng nhỏ,
bởi vì hắn phát hiện đặc tính của ngư lân thảo trên bàn có rất nhiều khác biệt. Trên đỉnh cành lá ngư lân thảo hơi có điểm trắng, thứ này không có. Vảy của ngư lân thảo thành thục to bằng hạt đậu tương, gốc dược liệu này, mỗi vảy lớn như móng tay, điều đó cho thấy nó lớn hơn nhiều. Trương Huyền cầm dược liệu trong tay, nói tỉ mỉ từng điểm. Chuyện này, Âu Dương Thành, Đỗ Mãn vội vàng cầm thư tịch trong tay Chu Hoa Hoa, xem lại một lần, quả nhiên cũng phát hiện không ít điểm khác biệt. Nếu không phải ngư lân thảo, lại tương tự với nó, trong rất nhiều dược liệu, phù hợp với điểm này chỉ có long lân thảo mà ta ghi ra. Nếu như các ngươi cảm thấy loại dược liệu này không đúng, có thể đi vào gian phòng lúc nãy, phía trên góc bên phải hàng thứ tư, có một quyển chân hy dược tài hối tổng do Lưu Đạt Thiên tiền bối sáng tác, trang 54 có ghi chép tỉ mỉ. Lưu Đạt Thiên là luyện đan sư rất nổi danh vào 30 năm trước, từng thâm nhập vùng đất khô cằn tìm kiếm dược liệu, thành tích ưu việt. Đương nhiên, nếu còn chưa tin, ta có biện pháp phân biệt. Trương Huyền cười. Ngư lân thảo là một loại dược liệu tính ôn, rạch rễ cây sẽ chảy ra chất lỏng màu trắng sữa, mà cây này là dược liệu tính hàn, cắt ra sẽ có chất lỏng màu vàng nhạt, cũng tỏa ra khí lạnh. Hai vị luyện đan sư đều là người dùng dược, có lẽ có thể dễ dàng phân biệt rõ những thưởng thức cơ sở này chứ. Chuyện này, Đỗ Mãn liếc mắt ra hiệu cho Chu Hoa Hoa, bảo hắn đi tìm thư tịch lần nữa, còn hai tay hắn dùng sức, kéo nhẹ một cái. Rắc, rễ cây, ngư lân thảo, trong tay bị xé rách, chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra, mang cho người ta cảm giác âm hàn. Quả nhiên là thế. Hai người lảo đảo. Đối phương nói quả không sai. Gốc dược liệu này không phải ngư lân thảo. Vào lúc này, Chu Hoa Hoa cũng đi tới, trong tay cầm thư tịch, quả nhiên lật trang thứ 54 có thể tìm được ghi chép liên quan tới long lân thảo, giống như đúc gốc dược liệu trước mặt. Bọn họ là giám khảo, lại đưa ra đáp án sai cho người khác. Âu Dương Thành, Đỗ Mãn cảm thấy mặt nóng bừng. Gian phòng yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người đều nhìn thiếu niên trước mặt, giống như nhìn thấy quái vật. Mẹ nó, có thể nhớ kỹ đặc điểm khác nhau giữa long lân thảo và ngư lân thảo cũng không tính là gì, nhưng nó nằm ở thư tịch nào, trang nào, vị trí nào trong gian phòng. Việc này quá nghịch thiên rồi. Có phải là người hay không? Tôn Đào từ nãy luôn muốn thể hiện bản thân, cười nhạo Trương Huyền, giờ thì đứng ngây ngốc tại chỗ, thân thể liên tục run rẩy, khóc không ra nước mắt. Khốn khiếp, sớm biết đối phương có trí nhớ như vậy, có đánh chết hắn cũng không ép Trương Huyền gỡ bộ mặt giả làm gì nữa. Lần này thì tốt rồi, ép người ta không, giờ Thành Thành ép mình trở thành ngu ngốc. Nếu có khe nứt nào đó, chắc chắn hắn sẽ chui vào trong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 96, khảo hạch một lần thử xem. Là long lân thảo, chúng ta đã sai. Mất một thời gian thật lâu, Âu Dương Thành cười khổ. Là luyện đan sư nổi danh trong Thiên Huyền Quốc, luôn luôn là hắn dạy cho người khác. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác dạy. Nếu là long lân thảo, khảo hạch nhận biết trong thời gian giới hạn, cũng chỉ có ngươi thông qua, chỉ cần tu vi đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong trở lên, thì ngươi chính là luyện đan học đồ. Nghe nói thế, Tôn Đào bổ nhào, suýt chút nữa khóc thành tiếng. Hắn có khả năng trở thành người đau khổ nhất trong lịch sử khảo hạch, mới vừa tuyên bố, không tới 10 phút liền bị hủy bỏ, đổi thành người khác. Có cần phải hãm hại hắn như vậy không? Có cần phải đánh thẳng mặt như vậy không? Tuy trong lòng không cam tâm, nhưng nhìn thấy trí nhớ vô song của Trương Huyền lúc nãy, hắn cũng chỉ đành có thể nuốt nước mắt vào bụng. Khảo hạch chung với loại quái thai này, không phục không được. Chờ kết thúc khảo hạch, tìm một nơi không người, tìm cơ hội đánh hắn một trận. Ta sắp tới 30, lớn hơn đối phương gần 10 tuổi, tu vi nhất định mạnh hơn, võ giả tứ trọng bị cốt cảnh đỉnh phong, chắc có thể tiễu trừ hắn. Trong lòng đang bày mưu tính kế. Nhưng suy nghĩ này chưa kết thúc, liền nghe giọng nói của đối phương vang lên. Tu vi của ta là võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Nói xong, Trương Huyền bộc lộ tu vi. Tôn Đào ngã chồng vó. Có cần tàn nhẫn như vậy không, trí nhớ vô song đã không nói, thực lực còn mạnh như vậy, còn muốn đánh người ta hả giận. May mà không làm, nếu không, kiểu gì chẳng bị đánh thành dưa chuột. Tốt, được, chúc mừng luyện đan sư học đồ tăng thêm một thành viên. Thấy tu vi hắn phù hợp quy định, Âu Dương Thành cũng không phí lời, hắn móc một tấm huy chương ra khỏi lồng ngực. Đây là huy chương luyện đan sư học đồ, có thứ này, có thể tự do tiến vào tàng thư khố sơ cấp của công hội học tập, mua sắm đan dược công hội bán ra, cũng được hưởng mọi quyền ưu đãi và ưu tiên.
Luyện đan sư công hội bán đan dược cho người ngoài, giá cả đều rất đắt, bán trong nội bộ, có thể nhận được chiết khấu rất lớn. Tuy chỉ là học đồ, nhưng như vậy cũng đã được coi là nhân viên nội bộ của công hội. Rõ. Tiếp nhận huy chương, Trương Huyền vui vẻ. Vất vả mấy vòng khảo hạch học đồ, mục đích chỉ là vì được đi vào tàng thư khố, cuối cùng đã hoàn thành. Còn nữa, trở thành học đồ, người có thể lựa chọn theo một vị luyện đan sư. Đi theo hắn, có thể tiếp xúc với đan dược tốt hơn, dựa vào thiên phú của ngươi, ta tin tưởng, không tới mấy năm, liền có thể trở thành luyện đan sư chân chính. Âu Dương Thành nói đến đây, trong lòng thầm mong nhìn sang. Rất hiển nhiên, hắn muốn Trương Huyền đi theo hắn. Người thanh niên này có trí nhớ kinh khủng như thế, lại có thiên phú như vậy, chỉ cần dốc lòng giáo dục, tin rằng chẳng bao lâu sẽ nổi bật hơn mọi người. Nếu đó là học đồ của hắn, hắn sẽ có danh tiếng rất lớn. Đỗ Mãn đứng bên cạnh cũng có ý như vậy, ánh mắt lấp lánh. Nhìn thấy ánh mắt hai người, Trương Huyền lắc đầu. Thật ngại quá, ta tạm thời không có dự định đi theo luyện đan sư. Bất kể nói thế nào, hắn là lão sư của Học viện Hồng Thiên, lại là người xuyên Việt, làm sao có khả năng trở thành chân chạy cho người khác, trở thành học đồ. Đùa gì thế? Trở thành học đồ, có thể lựa chọn đi theo luyện đan sư, cũng có thể lựa chọn không đi theo, tất cả dựa vào tâm ý bản thân. Là ta nóng vội, người mới trở thành học đồ, không cần nghĩ nhiều như vậy, lúc nào suy nghĩ xong có thể quyết định sau. Thấy hắn từ chối, Âu Dương Thành biết mình quá sốt ruột, cho nên hắn xấu hổ cười cười. Đúng đấy, người quay về suy nghĩ thật kỹ, theo sau luyện đan sư mới có thể học được bản lĩnh, có thể sớm trở thành luyện đan sư chân chính. Đỗ Mãn cũng gật gù. Biết ý của đối phương, Trương Huyền gật đầu đáp một tiếng, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hắn hỏi. Luyện đan sư công hội chúng ta có đan dược kích hoạt thể chất đặc thù hay không? Lúc trước hỏi phục vụ viên, nàng ta khẳng định không biết, nhưng hai vị trước mặt là luyện đan sư chân chính của công hội, là người có địa vị cao nhất, có lẽ sẽ biết nhiều hơn. Đan dược có thể kích hoạt thể chất đặc thù. Âu Dương Thành, Đỗ Mãn nhìn nhau. Có lẽ có, nhưng mà, mỗi loại thể chất không giống nhau, sử dụng đan dược không giống nhau, một khi tính sai, không những không thể kích hoạt được, không cẩn thận có thể phản tác dụng. Trương Huyền xem qua thư tịch liên quan, biết rõ điểm ấy, hỏi tiếp. Như vậy, liệu có thư tịch đan dược phối hợp liên quan tới thể chất đặc thù hay không? Có thể chỉ cho ta mượn xem một chút. Viên Đào có huyết mạch Long Tê, trước khi kích hoạt được thể chất đặc thù của hắn thì càng ít người biết càng an toàn. Hai luyện đan sư này không tệ, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, khó bảo toàn sẽ không tiết lộ tin tức, mang đến nhiều phiền phức. Vì lẽ đó, chuyện huyết mạch Long Tê, càng ít nói càng tốt, chỉ nói thể chất đặc thù, lại không nói là ai, mặc dù bọn họ hoài nghi, cũng chỉ suy đoán là bản thân mình cần dung mà thôi. Có không ít thư tịch tương tự, nó nằm ở tàng thư khố cao đẳng, dựa theo quy định, chỉ có luyện đan sư chính thức mới có thể đi vào trong đó xem, ngay cả ta cũng không tư cách cho ngươi vào. Âu Dương Thành lắc đầu. Đúng đấy, chỉ có luyện đan sư chân chính mới có thể nghiên cứu đan dược, thể chất. Nên nó chỉ gửi tại tàng thư khố cao đẳng, nếu thật sự muốn xem, có thể lựa chọn đi theo chúng ta, dựa vào thiên phú của ngươi, thời gian một năm, nhất định có thể xung kích luyện đan sư nhất phẩm, một khi thành công, không phải muốn xem cái gì thì xem sao. Đỗ Mãn luyện đan sư nhân cơ hội này làm công tác tư tưởng với hắn. Hơn nữa, trở thành luyện đan sư chân chính, tiến vào bất cứ luyện đan sư công hội nào cũng có đãi ngộ cực cao, bất kể mua thuốc hay tìm kiếm dược liệu, đều có quyền ưu tiên. Người phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như chỉ dựa vào mình tìm tòi, muốn trở thành luyện đan sư chân chính, tốc độ sẽ chậm, cho dù thiên phú ưu việt, không tốn thời gian mấy năm, thì rất khó mà làm được. Không thể mượn. Vẻ mặt Trương Huyền như quả mướp đắng. Chẳng phải hắn vất vả không công. Vì khảo hạch học đồ, hắn đã làm lỡ không ít thời gian và công sức. Nếu như đám người Tôn Đào, Văn Tuyết, Lý Thúc biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ phun một ngụm máu tươi lên mặt hắn. Chúng ta học thuộc lòng đủ các loại thư tịch, ít nhất cũng tiêu tốn 6, 7 năm, trọng yếu nhất là chưa vượt qua, ngươi chỉ bỏ ra 2 canh giờ đấy. Phải biết 2 canh giờ trước, ngươi còn không biết luyện đan học đồ là cái gì. Như vậy mà gọi là vất vả. Khốn khiếp, ngươi gọi đây là vất vả, thì mấy năm của chúng ta gọi là cái gì? Đúng vậy, muốn xem tàng thư khố cao đẳng, chỉ có thể trở thành luyện đan sư, đây là quy định. Nếu như muốn nghiên cứu làm sao lợi dụng đan dược kích hoạt thể chất đặc thù, nên suy nghĩ biện pháp trở thành luyện đan sư đi.
Âu Dương Thành nói. Dưới cái nhìn của hắn, muốn nhanh chóng trở thành luyện đan sư, chỉ có theo sau học tập luyện đan sư chân chính. Mà hắn là luyện đan sư tốt nhất trong Thiên Huyền Thành, không chọn hắn thì chọn ai? Đang chờ hắn mở miệng nói muốn theo mình thì mình nên trả lời như thế nào, lại nghe đối phương lên tiếng. Nếu trở thành luyện đan sư mới có thể xem tàng thư khố cao đẳng, vậy thì làm. Làm sao khảo hạch luyện đan sư? Trương Huyền suy nghĩ một chút. Không được, ta phải khảo hạch một lần thử xem. Quyết định này rất đúng, chỉ cần đi theo ta, ta sẽ dùng hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hả? Nói được phân nửa, Âu Dương Thành mới kịp phản ứng, lời nói nghẹn ở cổ họng, hai con mắt sắp rơi xuống, hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt. Ngươi nói cái gì? Chương 97, luận đan. Khảo hạch một lần thử xem. Không những Âu Dương Thành điên rồi, ngay cả đám người Đỗ Mãn cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Đại ca, ngươi cho rằng luyện đan sư là củ cải trắng, là dưa chuột, có thể tùy ý ra chợ mà mua một đống về vậy hả? Còn dám nói khảo hạch một lần thử xem, đùa ta sao? Đứng ở vị trí khá cao trong nghề nghiệp thượng cửu lưu đỉnh phong, muốn trở thành thành viên chính thức, ai mà chẳng phải trải qua học tập cực khổ nhiều năm, đánh đổi bằng vất vả người thường khó có thể sánh bằng chứ. Ngươi thì tốt rồi, phun hẳn ra một câu, thử xem. Bà cố nhà ngươi, ngươi biết nội dung khảo hạch không? Ngươi biết làm cách nào trở thành luyện đan sư chân chính không? Khặc khặc khặc, thân thể lảo đảo, cố nén kích động suýt thổ huyết, Âu Dương Thành nghiêm túc nhìn sang. Muốn trở thành luyện đan sư, không phải đơn giản là nhận biết dược liệu, còn cần phối dược, đề dược, luyện dược, ngưng đan, luyện đan, chỉ riêng thủ pháp luyện đan đã nhiều tới mấy ngàn loại. Không phải dễ dàng khảo hạch như vậy. Đúng đấy, quá trình luyện đan, nắm giữ hỏa hầu, một vô cùng trọng yếu, chỉ cần sai lầm ở bất cứ phân đoạn nào, sẽ thất bại toàn bộ. Chỉ có trải qua học tập nghiêm túc, luyện tập chăm chỉ suốt ngày đêm mới có thể thành công, không thể một lần là xong. Đỗ Mãn cũng giải thích. Phức tạp như vậy. Trương Huyền bất đắc dĩ. Không thể hoàn thành trong vòng nửa tháng. Nửa tháng sau sẽ cử hành thi đấu tân sinh. Mục đích hắn tới đây rất đơn giản, chính là tìm đan dược kích hoạt thể chất đặc thù của Viên Đào, Triệu Nhã, giúp tu vi bọn họ tiến nhanh, có thể giành được thắng lợi trong cuộc thi đấu này. Nhất định phải giải quyết vấn đề này trong thời gian nửa tháng. Nếu không giải quyết được, cho dù trở thành luyện đan sư cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thông qua cuộc trò chuyện với Hoàng Ngữ, hắn đã có mục tiêu của mình, chính là danh sư. Lần này Lục Tầm lão sư khiêu chiến hắn, là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Một khi vượt qua, chẳng khác nào có đủ tư lịch, rất có thể sẽ được danh sư xem trọng. Giống như luyện đan sư, muốn trở thành danh sư, nhất định phải trở thành học đồ, đây là bước nhất định phải qua. Không được danh sư coi trọng, làm sao trở thành học đồ? Nửa tháng. Nghe hắn nói thế, mọi người lại im lặng không nói gì. Có luyện đan sư nào không phải làm học đồ nhiều năm mới dám khảo hạch? Ngươi thì tốt rồi, vừa trở thành học đồ liền muốn khảo hạch luyện đan sư thử xem. Còn nói chỉ trong vòng nửa tháng, đùa gì thế? Đặc biệt là Tôn Đào, Chu Hoa Hoa, suýt chút đã cởi giày ném qua. Đại ca, ngươi không cố tình giả vờ giả vịt có được không? Trở thành luyện đan sư còn khó hơn học đồ. Ngươi không thấy chúng ta vì trở thành học đồ đã bầm dập mình mẩy như này rồi sao? Nửa tháng trở thành luyện đan sư. Ta thấy ngươi nên nghĩ lại đi. Trương Huyền, không nên mơ tưởng xa vời. Hiện tại ngươi chưa tới 20, trước 30 tuổi có thể trở thành luyện đan sư chân chính là đã phá kỷ lục trong Thiên Huyền Quốc rồi. Nửa tháng, chuyện ấy tuyệt đối là không thể. Ta khuyên ngươi nên cố gắng học tập từng bước, đi con đường thực tế, đừng nghĩ nhiều như vậy. Âu Dương Thành tận tình khuyên nhủ. Tên này tuy có thiên phú, nhưng tâm tính quá nôn nóng, muốn nửa tháng trở thành luyện đan sư. Nằm mơ đi. Được rồi, nếu khó khăn như vậy, ta không khảo hạch, nghĩ cách khác vậy. Nghe nói phiền phức như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Hắn không có hứng thú quá lớn khi làm luyện đan sư, hắn nắm giữ thiên đạo thần công, chuyện đột phá dễ dàng như ăn cơm uống nước, căn bản không cần dùng đến đan dược, vậy thì trở thành luyện đan sư thì có ích gì chứ? Nếu không phải vì Viên Đào, hắn cũng chẳng bước chân tới nơi đây. Thấy hắn từ bỏ, Âu Dương Thành, Đỗ Mãn còn tưởng rằng hắn ghét phiền phức, không nhịn được khuyên can. Trong thiên hạ có rất nhiều nghề nghiệp, luyện đan sư là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất, người nắm giữ thiên phú tốt như vậy, lại chuyên môn học tập tri thức dược vật, không trở thành luyện đan sư, chẳng phải uổng phí tâm huyết nhiều năm hay sao? Tâm huyết nhiều năm ư?
Trương Huyền chớp mắt, tổng cộng mới có 2 canh giờ, lấy đâu ra nhiều năm. Ta còn chuyện khác phải làm, nếu khảo hạch luyện đan sư phức tạp như vậy, lại còn cần luyện chế đan dược, ta khẳng định không thể học được trong thời gian ngắn, hay là bỏ đi. Không do dự quá nhiều, Trương Huyền lắc đầu. Ngươi đừng có gấp, khảo hạch luyện đan sư, kỳ thực không chỉ mỗi luyện đan, còn có một phương pháp khác. Âu Dương Thành nhớ tới cái gì đó, đột nhiên nói. Trí nhớ của ngươi tốt như vậy, có lẽ thích hợp với phương pháp này. Chẳng lẽ ngươi nói? Đỗ Mãn biến sắc. Không sai. Âu Dương Thành gật gù. Nhưng, ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả, một khi thất bại, sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sau này không thể khảo hạch luyện đan sư. Đỗ Mãn sốt ruột. Ta biết, nhưng muốn nhanh chóng trở thành luyện đan sư, cũng chỉ có biện pháp này, bằng không, luyện đan cần muôn vàn khó khăn, luyện tập lặp đi lặp lại, vô số dược liệu trồng chất, muốn thành công trong thời gian ngắn, nói dễ vậy sao? Âu Dương Thành nói. Nhưng mà, không có nhưng mà, chúng ta chỉ phụ trách nói việc này, lựa chọn như thế nào, tất cả do hắn quyết định. Âu Dương Thành lắc đầu. Rốt cuộc là phương pháp gì? Thấy hai người tranh luận ồn ào như thế, Trương Huyền nhìn sang. Khảo hạch luyện đan sư có tổng cộng 2 phương pháp. Thứ nhất, chính là luyện đan bình thường, chỉ cần có thể luyện chế ra đan dược nhất phẩm, tự nhiên sẽ trở thành luyện đan sư nhất phẩm. Loại này là chính thống nhất, cũng là phương pháp tiêu chuẩn nhất. Âu Dương Thành không do dự, mở miệng giải thích. Khảo hạch thứ hai, không phải luyện đan, mà là luận đan. Luận đan? Trương Huyền khó hiểu. Không những hắn, ngay cả mấy người Chu Hoa Hoa, Tôn Đào cũng chưa nghe nói qua, vẻ mặt mê man. Không sai, trong thượng cửu lưu có một nghề nghiệp cao quý nhất, đó là danh sư, chắc hẳn các ngươi đã nghe nói qua. Âu Dương Thành nói. Mọi người gật đầu. Biết 3 loại nghề nghiệp thượng, trung, hạ, thì phải biết danh sư. Đây là nghề nghiệp xếp hạng cao nhất trong thượng cửu lưu, địa vị cao hơn luyện đan sư không biết bao nhiêu lần. Danh sư lợi hại có thể chỉ điểm cho ngươi, không những tu vi, còn có thể là luyện đan, luyện khí, trận pháp. Âu Dương Thành giải thích. Nhưng một người trở thành danh sư cần tốn rất nhiều thời gian, làm sao có tinh lực học tập luyện đan, luyện khí, thậm chí trở thành luyện đan sư, luyện khí sư. Không thể trở thành thành viên trong đó, làm sao chỉ điểm người khác. Vì trung hòa tình huống như vậy, liền xuất hiện luận đan, đây là phương thức khảo hạch đặc thù. Chẳng hạn những luyện đan sư như chúng ta, muốn trở thành luyện đan sư chân chính, nhất định phải trải qua rất nhiều thực tiễn, liên tục luyện đan mới có thể thành công. Nhưng danh sư khẳng định không có nhiều thời gian như vậy, hắn chỉ cần thông hiểu tri thức đạo lý luyện đan là được. Nói cách khác, hắn không cần thao tác chân chính, chỉ cần có thể nói ra lý luận, tương tự có thể khảo hạch luyện đan sư thành công. Đương nhiên, khảo hạch không dễ như vậy, cần 10 luyện đan sư chân chính cùng biện luận, tỉ mỉ thảo luận rất nhiều chi tiết luyện đan. Chỉ cần nói sai một chỗ thì không thông qua, sẽ chịu sự trừng phạt rất lớn. Âu Dương Thành chậm rãi nói về khảo hạch luyện đan sư bằng phương pháp luận đan. Chương 98, ta muốn luận đan. Ồ, còn có phương pháp này. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Luyện chế đan dược nhất phẩm, nếu không có thực tiễn nhiều năm, hắn biết mình không thể thành công. Luận đan thì khác, hắn nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, chỉ cần có đầy đủ thư tịch, đầy đủ tri thức, việc học tập trở nên vô cùng đơn giản. Tuy phương pháp này đơn giản, nhưng cho dù là danh sư, bọn họ cũng tình nguyện học luyện đan chứ không muốn thực hiện. Nhìn thấy hắn hưng phấn, Âu Dương Thành cắt lời, hắn lại lắc đầu. Tại sao? Trương Huyền cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần thông qua lý luận là trở thành luyện đan sư, vì sao phải học luyện đan? Tiêu tốn nhiều thời gian như vậy. Nói thật, bất cứ nghề nghiệp nào, không trải qua thực tiễn thì không thể hiểu rõ. Cho dù có học lý luận nhiều thế nào đi chăng nhưng chưa được thực tiễn chứng minh, không ai có thể bảo đảm nó chính xác. Cả luyện đan sư cũng không thể, dựa vào tri thức đọc được trên sách mà biện luận với luyện đan sư chân chính. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Âu Dương Thành nói. Chuyện này. Trương Huyền gật đầu. Tri thức trên giấy rất nông cạn, việc này cần bản thân phải tự trải qua. Đây là sự thật, cũng là chân lý. Chỉ học lý luận, không trải qua thực tiễn, làm sao biết sai lầm hay chính xác? Mà chỉ cần một chút sai lầm cũng không thể luyện thành đan dược. Sai một ly, đi ngàn dặm. Sau khi phương pháp luận đan xuất hiện, từ đó đã có không dưới 1000 vị danh sư tham gia tiến hành. Họ đều là những người tài giỏi phi phàm, hiểu rõ tri thức luyện đan hơn bất cứ vị luyện đan sư chân chính nào.
Đáng tiếc, sau khi luận đan, cứ lần lượt thất bại. Hơn 1.000 vị danh sư, người thành công không đủ một bàn tay. Âu Dương Thành cảm thán. Không đủ một bàn tay. Trương Huyền sợ hết hồn. 1.000 người nhưng chỉ có không đến 5 người thành công. Xác suất này quá thấp. Đúng vậy, lý luận khác xa thực tiễn. Chính vì thế, tuy luận đan là phương pháp khảo hạch luyện đan sư nhưng không có ai dám sử dụng, dần dần bị người ta quên lãng. Âu Dương Thành lắc đầu. Nói thì có vẻ luận đan dễ dàng hơn khảo hạch luyện đan, nhưng trên thực tế lại khó hơn nhiều. Không trải qua thực tiễn, chỉ có lý luận suông, làm sao có thể thành công? Nếu có thể nói lý luận không sai điểm nào, điều đó chứng tỏ thực tiễn của hắn cũng không hề kém. Nếu như vậy, so với luận đan phiền phức, chỉ bằng khảo hạch luyện đan, như thế có phải đơn giản hơn nhiều không? Người khác làm không được, ta làm được. Không quan tâm đối phương thở dài, cảm xúc của Trương Huyền dâng trào, đôi mắt càng ngày càng sáng. Luận đan, nó khó với người khác, lại đơn giản với hắn. Trương Huyền nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, có thể trực tiếp nhìn ra sai lầm và khuyết điểm. Lý luận đơn thuần không trải qua thực tiễn chứng minh, người khác không biết chính xác hay không, nhưng chỉ cần thư viện chiếu vào, tất cả sẽ rõ ràng. Dùng nó luận đan với người khác tuyệt đối sẽ không thể phạm sai lầm, hắn khẳng định có thể ung dung qua ải. Nếu đã có phương pháp này, ta quyết định dùng luận đan khảo hạch luyện đan sư. Nghĩ tới đây, Trương Huyền không do dự quá lâu liền nói thẳng. Hả? Vốn tưởng rằng nói nhiều như vậy sẽ khiến đối phương từ bỏ, nào ngờ hắn càng kiên định. Âu Dương Thành có chút bất lực. Ngươi có biết hậu quả khi luận đan thất bại là gì không? Hậu quả? Đúng vậy, luận đan cần ít nhất 10 luyện đan sư tiến hành bàn luận. Những luyện đan sư này, đều là người có thân phận địa vị cao quý. Nhiều luyện đan sư tham gia như vậy, nếu không có một cái giá nào đó để trả, thì ai cũng muốn tiến hành luận đan thử xem sao, vậy bọn họ còn không bị làm mệt chết. Âu Dương Thành nói. Bởi vậy, công hội có quy định, học đồ xin luận đan, thành công thì tốt, một khi thất bại, ít nhất phải bồi thường 10 vạn đồng tiền vàng cho mỗi vị luyện đan sư. Thứ hai, nhận 100 sát thần côn trừng phạt. Thứ ba, trong vòng 10 năm không cho phép khảo hạch luyện đan sư lần thứ hai. Trương Huyền líu lưỡi. Trừng phạt nặng thật đó. Luận đan cần ít nhất 10 vị luyện đan sư, bồi thường mỗi người 10 vạn, nói cách khác chỉ ít cần 100 vạn đồng tiền vàng. Nhiều tiền như vậy, đối với một luyện đan học đồ, đây là cái giá trên trời trong giá trên trời, chỉ sợ làm cả đời cũng không kiếm ra được. Sát thần côn, đây là cách gọi của một loại trừng phạt, căn cứ tu vi khác nhau mà phóng thích uy lực khác nhau. 100 sát thần côn, cho dù với thực lực của mình, bị đánh xong cũng gần như tàn phế, không thể xuống giường trong 1-2 tháng. Hình phạt thứ ba, nhân sinh có bao nhiêu 10 năm? Không cho phép khảo hạch trong thời gian 10 năm, tương đương rời xa đan dược 10 năm, sau đó lại khảo hạch, như vậy há chẳng khác nào nằm mơ. Hậu quả rất nghiêm trọng, rất khó vượt qua, thế nên ít ai thử phương pháp này. Theo ta được biết, hơn 10 vương quốc liền kề với Thiên Huyền Quốc, suốt mấy trăm năm qua chưa từng có dạng khảo hạch này, trong lời nói của Âu Dương Thành mang theo ý khuyên can. Thiên phú của ngươi tốt như vậy, ta thấy nên học tập luyện đan từng bước, không thích hợp luận đan. Ta đã quyết định, dự định tiến hành luận đan, kính xin Âu Dương Đại Sư hỗ trợ sắp xếp. Trương Huyền quả quyết lắc đầu. Đùa sao, luận đan là có thể trở thành luyện đan sư, đương nhiên phải tiến hành. Nếu không làm vậy, bảo hắn đi học luyện đan, không biết sẽ phí bao nhiêu thời gian. Thời gian không kịp không nói, còn tiêu hao rất nhiều tinh lực. Hỗ trợ sắp xếp, ngươi muốn, tiến hành vào lúc này. Âu Dương Đại Sư suýt ngã. Ngươi vừa trở thành học đồ, còn không biết luyện đan là gì, còn muốn luận đan. Thật hay giả? Xác định không nói đùa. Đúng vậy. Trương Huyền gật đầu. Ngươi, biết nội dung luận đan không? Ngươi biết luyện đan sư sẽ hỏi ngươi cái gì không? Vừa trở thành học đồ, lại chưa học tập có hệ thống, muốn luận đan. Đỗ Mãn đứng gần đó không nói thành lời. Không phải ta được phép đi tới tàng thư khố sơ cấp sao? Những kiến thức chưa biết, ta có thể đến đó xem sao? Nhìn thấy đối phương hỏi dồn dập như vậy, Trương Huyền giải thích. Xem. Mấy người Đỗ Mãn, Âu Dương Thành suýt khóc. Đại ca, ngươi còn biết đến đó xem ư? Ngươi vừa thi đậu học đồ, còn chưa đi tới tàng thư khố, lại muốn tham gia khảo hạch luận đan, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Tàng thư khố chứa mấy chục vạn quyển thư tịch, không mất 3-5 năm sẽ không đọc xong. Chân còn chưa bước vào đã muốn luận đan.
là to gan hay đầu óc có vấn đề? Một lát nữa ta sẽ đi tàng thư khố đọc sách. Yên tâm đi, sẽ không lãng phí thời gian của mấy người đâu. Chuyện luận đan, có khả năng phải làm phiền hai vị rồi. Trương Huyền nói, một lát nữa đi đọc sách. Mọi người chóng mặt, ngươi dự định lâm trận mới mài gươm. Sách còn chưa đọc đã muốn luận đan. Dám làm chuyện không có đầu óc như vậy, tên này làm cách nào thi đậu học đồ. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, không làm chuyện không nắm chắc, các ngươi cứ sắp xếp đi, ta cũng muốn đi đọc sách. Trương Huyền nhìn thấy mọi người đứng ngơ ngác, không kìm được nói một câu. Biết nặng nhẹ, không làm chuyện không nắm chắc. Cái đầu ngươi ấy, ngươi biết lò luyện đan có hình dạng gì không? Ngươi biết đan dược hình tròn hay hình vuông? Biết luyện đan sư tinh luyện dược liệu thế nào chứ? Cái gì cũng không biết, lại muốn khảo hạch luyện đan sư, còn tiến hành luận đan. Ngươi chắc chắn chứ? Được rồi. Thấy hắn kiên trì, lại không thể khuyên can, Âu Dương Thành và Đỗ Mãn nhìn nhau, hai người lắc đầu. Hiện tại ta đi sắp xếp, nhưng triệu tập nhiều luyện đan sư như vậy cần tiêu tốn một ít thời gian. Chiều ngày mai sẽ tiến hành luận đan. Trong khoảng thời gian này, người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng, bằng không, một khi bắt đầu sẽ không thể cứu vãn. Ta hiểu. Trương Huyền gật đầu, phất tay áo một cái, vẻ mặt đầy tự tin và chính khí. Đi về phía trước hai bước, đột nhiên xoay đầu lại. À, đúng rồi, tàng thư khố sơ đẳng ở đâu? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Âu Dương Thành. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Đỗ Mãn. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Tôn Đào, Chu Hoa Hoa. Chương 99, Âu Dương Thành ngơ ngác. Nội tâm đám người Âu Dương Thành tan vỡ. Không biết tàng thư khố sơ đẳng nằm ở nơi nào, lại dám chọn luận đan khó khăn nhất. Bọn họ hoài nghi đầu của tên này liệu có bị cửa kẹp hay không. Nếu đối phương đã quyết định, hắn không thể khuyên can. Nói rõ vị trí, nhìn thấy Trương Huyền rời đi, lúc này Đỗ Mãn mới nhìn về phía Âu Dương Thành. Có phải hắn quá lỗ mãng hay không? Là lỗ mãng, nhưng ngươi có thấy không, hắn rất tự tin. Âu Dương Thành nói một câu đầy khó tin. Không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra. Có lẽ không biết luận đan đáng sợ cỡ nào. Nói tới loại phương pháp khảo hạch này, Đỗ Mãn run cầm cập một hồi. Tuy ta hiện tại là luyện đan sư nhất tinh, nhưng bảo ta luận đan, ta cũng khẳng định không thể vượt qua. Luận đan vô cùng đáng sợ, nó là việc dùng tri thức của một người đi biện luận với 10 luyện đan sư. Dẫu lượng tri thức của một người phong phú cỡ nào, làm sao có khả năng là đối thủ của 10 người được chứ? Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, ngươi chưa từng luyện đan. Chuyện này giống như người giảng dạy sinh lý và tên đồ tể nói về chuyện giết heo vậy, cho dù lý luận tốt, không trải qua thực tiễn cũng rất khó thành công. Chúng ta nói cặn kẽ như vậy, hắn không thể không biết. Âu Dương Thành lắc đầu một cái. Người này thật sự khó hiểu. Đúng đấy, vòng khảo hạch đầu tiên không sai chút nào. Vòng khảo hạch thứ hai, không những không sai, ngược lại còn chỉ điểm sai lầm cho chúng ta. Mấu chốt là hắn còn trẻ như vậy, thật không biết tại sao lại có trí nhớ siêu phàm và năng lực suy luận như thế. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Đỗ Mãn cũng phải kinh ngạc. Biểu hiện của hắn lúc trước quá kinh hãi. Chỉ nói riêng nhận biết về dược liệu, thông hiểu dược vật, e rằng thông hiểu hơn bọn họ một đoạn dài. Một học đồ còn mạnh hơn cả luyện đan sư. Điều này nếu không tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin được. Kỳ thực, muốn biết hắn lấy tự tin từ đâu ra, rất đơn giản. Không phải hắn xin đi tàng thư khố đọc sách sao? Chỉ cần phái một người đi theo sau lưng, có lẽ có thể tìm ra một ít manh mối nào đó. Âu Dương Thành nói, dám đi luận đan, khẳng định biết rất nhiều tri thức luyện đan, chỉ cần phái người theo sau lưng, có lẽ sẽ tìm ra một ít manh mối. Đúng đấy. Đỗ Mãn gật đầu, khoát tay. Hoa Hoa, người đi tàng thư khố sơ đẳng xem hắn làm gì. Cố gắng đừng để bị phát hiện. Rõ. Chu Hoa Hoa đi ra ngoài. Thời gian không lâu, vị luyện đan học đồ này quay về, gương mặt đầy kỳ quái. Sao thế, hắn đang làm gì, có phải đang xem một ít phương pháp luyện đan hiếm gặp? Âu Dương Thành vội hỏi. Luyện đan sư tham dự luận đan nhất định sẽ hỏi rất nhiều vấn đề kỳ lạ, khiến người ta khó trả lời. Muốn thông qua, không chỉ cần lượng tri thức khổng lồ, còn phải hiểu rất nhiều phương pháp kỳ lạ mới được. Không phải. Đầu óc Chu Hoa Hoa đang choáng váng, giống như không tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Hắn đang lật sách. Lật sách, có khả năng đang tìm thư tịch, người nói xem, hắn lật sách gì? Âu Dương Thành tiếp tục hỏi.
Thời điểm ta đi sang, hắn đang lật luyện đan cơ sở trên giá sách. Ta cũng xem qua một ít, là thủ pháp luyện đan cơ sở, làm sao tinh luyện dược liệu, phương pháp bảo lưu dược tính, làm sao vận dụng lò luyện đan, là các thư tịch như vậy. Bởi vì không muốn hắn phát hiện, ta không dám tới gần. Chu Hoa Hoa suy nghĩ một chút liền trả lời. Thủ pháp luyện đan cơ sở, làm sao tinh luyện dược liệu, phương pháp bảo lưu dược tính, làm sao vận dụng lò luyện đan, chuyện này. Đỗ Mãn, Âu Dương Thành nhìn nhau, cả hai cùng bối rối. Đây là thư tịch đơn giản nhất dành cho học đồ đó, hiểu không? Giống như đi bộ hoặc ăn cơm, chỉ cần là luyện đan học đồ đều bắt buộc phải nắm giữ. Tên tiểu tử này muốn luận đan với người khác, mà giờ mới bắt đầu xem loại sách này. Có lầm hay không? Chuyện này giống như muốn luận võ với kiếm khách tuyệt thế đệ nhất thiên hạ, nhưng giờ ngươi mới bắt đầu mua kiếm, học cách dùng kiếm như thế nào vậy? Thật hay giả đây? Ngươi khẳng định hắn xem những sách này. Không nhịn nổi, Âu Dương Thành hỏi lại. Ta cũng không chắc chắn, hắn không phải đang xem, mà là đang lật. Cứ thế mà lật, ta cũng không biết hắn đang làm gì. Chu Hoa Hoa sắp khóc. Hắn thật không biết đối phương đang làm gì, giống như người bị bệnh tâm thần, bắt đầu từ giá sách đầu tiên đi tới các nơi tiếp theo, đọc sách không giống đọc sách, tìm sách không giống tìm sách, thật sự không biết hắn đang làm gì. Lật sách, chỉ lật sách. Âu Dương Thành, Đỗ Mãn chớp mắt. Tại sao nghe giống như người ta nói chuyện phiếm? Lật như nào, ngươi làm mẫu cho chúng ta xem. Đỗ Mãn nói. Được. Trùng hợp trong phòng cũng có không ít thư tịch, Chu Hoa Hoa đi tới giá sách, tiện tay cầm mấy chục bản, bàn tay lật quyển sách, trang sách vang lên âm thanh ào ào. Xong. Nhìn thấy động tác của hắn, Âu Dương Thành, Đỗ Mãn trố mắt nhìn, không rõ vì sao. Đúng thế. Chu Hoa Hoa gật đầu. Hắn làm như vậy, lật xong lại đi tới giá sách khác. Âu Dương Thành, Đỗ Mãn nhìn nhau, cả hai nhận ra sự chấn động trong mắt đối phương. Những tưởng rằng tên tiểu tử này đi vào tàng thư khố sơ đẳng để xem sách, kết quả lại đi lật sách. Hơn nữa, người ta dù có lật sách nhanh cỡ nào thì chí ít cũng phải quyển sách đó là cái thứ gì đã chứ. Đằng này, hắn thì hay rồi, tốc độ nhanh như con thoi xe chỉ. Đừng nói đọc được nội dung, chỉ sợ còn không biết đó là sách gì. Chẳng lẽ, hắn muốn xem chất liệu sách là gì, dự định đốt? Phải một lúc thật lâu sau, Đỗ Mãn mới nói được một câu. Ngoại trừ muốn đốt sách, hắn không thể nghĩ ra đối phương lật sách như vậy có thể làm được gì. Không thể nào, tùy tàng thư khố sơ đẳng không liên lụy đến cơ mật của luyện đan sư công hội, nhưng không thể tùy tiện đốt được. Hắn thân là học đồ, sẽ không lỗ mãng như thế. Âu Dương Thành lắc đầu. Tuy rằng vừa rồi sự giải thích của Đỗ Mãn có phần hoang đường, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra lý do tốt hơn, lông mày nhíu chặt vào nhau. Vậy ngươi nói rốt cuộc là chuyện gì? Hắn dự định làm gì? Đỗ Mãn hỏi. Ta! Âu Dương Thành cảm thấy mờ mịt, loại quái thai này, nói thật, bằng này tuổi đầu nhưng hắn chưa từng nghe nói qua, chứ đừng nói là từng gặp. Có phải, hắn muốn tìm một quyển sách gì đó, mà chất liệu cuốn sách đó đặc thù? Chỉ có thể dùng ngón tay chạm vào mới biết. Nhăn trán nghĩ mãi, hắn đưa ra suy luận mới. Có thể. Hai người ngồi trước bàn, cau mày suy nghĩ thật lâu, chết sống cũng không nghĩ ra trong hồ lô Trương Huyền đang bán thuốc gì. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, rất nhiều lý do đều đã nghĩ, thậm chí nghĩ đủ loại lý do của cả đời để lý giải, kết quả. Vẫn không biết đối phương đang làm gì. Trong thời gian đó, Chu Hoa Hoa lại đi tới tàng thư khố mấy lần. Lúc trở về liền báo cáo tình huống của đối phương. Khi nghe nói hắn không dừng lại, mà vẫn cứ tiếp tục lật sách, thậm chí ngay cả đan dược là gì, chủng loại và cách phân biệt đan dược, luyện đan có cần lô đỉnh hay không. Hắn cũng chẳng bỏ qua. Hai người cảm thấy càng ngày càng quái lạ, cảm giác khó hiểu ấy dày vò thật khó chịu. Lúc này mới phát hiện, các lý do cổ quái còn chưa hết, dường như lại còn nghĩ ra nhiều hơn một ít. Chương 100, Diêu Hàn nghi hoặc. Thời điểm Trương Huyền đi luyện đan sư công hội, Triệu Nhã cũng về đến nơi ở. Cuối cùng có thể giải quyết. Nhìn mớ dược liệu được Trương lão sư đưa cho, gương mặt trắng nõn của nàng lộ ra thần thái hưng phấn. Cảm giác khó chịu này dày vò nàng từ nhỏ đến lớn, đã sớm không chịu nổi, nghe nói có thể giải quyết, nàng không kìm nén được nữa. Nghiền dược liệu thành bột phấn, dùng chung với nước. Đang định tìm đồ vật nghiền nát dược liệu, bỗng nghe thấy có tiếng bước chân vang lên. Viên quản gia Diêu Hàn đang lén lén lút lút đi tới. Tiểu thư, lúc ta rời đi, không ai gây phiền phức cho ngươi chứ?
hắn đắc tội cháu của thượng thần trưởng lão, lại đánh nhau với lão sư khác, vì tránh gây phiền phức nên hắn trực tiếp rời khỏi học viện, giờ nhìn thấy Triệu Nhã tan học mới trở về. Gây phiền phức cho ta? Ai gây phiền phức cho ta? Triệu Nhã nhìn sang Diêu Hàn. Ta nói Diêu thúc thúc, người không cần nghi thần nghi quỷ. Trương lão sư thật sự tốt với ta, là lão sư phi thường có bản lĩnh, mong người từ nay về sau đừng gây sự với hắn nữa. Nàng biết quản gia của phụ thân không tín nhiệm Trương lão sư, không kìm nén được lên tiếng khuyên giải một câu. Tốt với ngươi, hừ, tiểu thư ngươi từ nhỏ lớn lên trong thành, chưa từng nhìn thấy nhân tâm hiểm ác. Diêu Hàn hừ một tiếng, đang muốn nói hết lời, đột nhiên ánh mắt nhìn thấy mớ dược liệu trong tay Triệu Nhã. Hắn sửng sốt, sau đó lại run rẩy không ngừng. Tiểu thư, mớ dược liệu này, ngươi lấy ở đâu vậy? Cái này. Cúi đầu nhìn xuống, Triệu Nhã giơ mớ dược liệu trong tay lên. Là Trương lão sư đưa cho ta, thân thể ta không thoải mái, hắn cho ta vật này, nghiền nát rồi dùng. Trương lão sư đưa cho ngươi, làm sao có thể như thế được, hắn là một lão sư nghèo. Diêu Hàn không thể tin nổi. Sao thế Diêu thúc thúc, gốc dược liệu này có gì không đúng sao? Triệu Nhã biết đối phương là người trầm ổn, điệu bộ này khẳng định có lý do của hắn. Không phải là không ổn, mà là, quá quý giá, nếu như ta không nhìn lầm, đây là, Hàn Dương Mẫu Thảo. Diêu Hàn nói, Hàn Dương Mẫu Thảo, Triệu Nhã không biết nó là gì. Là rễ mẹ của Hàn Dương Thảo, dược hiệu gấp 10 lần Hàn Dương Thảo phổ thông. Hàn Dương Thảo không đáng giá, nhưng thứ này vô cùng quý giá và quý hiếm. Trước đây ta theo thành chủ sang vương quốc khác du ngoạn, đã từng gặp một lần. Một gốc giá trị không dưới 10 vạn đồng tiền vàng. Nghe thấy đáng giá như thế, Triệu Nhã sợ hết hồn, mặt biến sắc. Siêu thúc thúc, có phải ngươi, nhìn lầm? Không lầm, thứ này tuyệt đối là Hàn Dương Mẫu Thảo. Đây là dược liệu đắt tiền nhất ta từng thấy, cũng có ấn tượng sâu sắc nhất, làm sao có khả năng nhớ lầm. Siêu Hàn quan sát cẩn thận, lập tức xác nhận. Hàn Dương Mẫu Thảo. 10 vạn đồng tiền vàng. Toàn thân Triệu Nhã rúng động. Ngươi nói, đây là Trương Huyền, Trương lão sư đưa cho ngươi. Diêu Hàn không thể tin nổi, trong lời nói cũng đổi Trương Huyền thành Trương lão sư. Hắn không phải lão sư kém nhất trong học viện sao? Không phải tiền lương thấp nhất, không có tiền sao? Tiện tay đi tặng dược liệu chân quý như thế. Đúng vậy. Triệu Nhã gật đầu. Lúc trước khi Trương lão sư đưa cho nàng, là tiện tay giống như đưa một thứ không đáng giá. Cũng không có đóng gói, nên nàng vẫn cho rằng nó không đáng giá lắm. 10 vạn đồng tiền vàng, đủ mua một căn nhà trong vương thành. Hơn nữa không phải là căn nhà nhỏ. Người khác tặng đồ đều giống trống khua chiêng, hận không thể khiến cho tất cả mọi người biết thứ này chân quý cỡ nào. Đằng này Trương lão sư làm ngược lại, sáng tạo công pháp cho riêng mình, tặng dược liệu chân quý như thế nhưng không kể công chút nào, vẻ mặt lộ rõ vẻ không để ý nhiều lắm. Nếu không phải Diêu thúc thúc nhận ra, sợ rằng mình vẫn cho rằng nó là thứ không đáng tiền. Nghĩ tới đây, nội tâm Triệu Nhã sinh ra cảm động không tên, hốc mắt ửng đỏ. Không thể nhận thứ này, quá quý giá. Thân thể mềm mại khẽ rung động, Triệu Nhã đứng dậy, ánh mắt tỏ rõ sự kiên định. Tuy rằng nàng rất hy vọng giải quyết vấn đề của cơ thể mình, nhưng nàng là học viên, không thể báo đáp. Nếu cứ tùy tiện cầm thứ này, nàng không làm được. Từ xưa đến nay đều là học viên tặng quà cho lão sư, Trương lão sư lại trả giá vì bọn họ nhiều như vậy. Không biết thì thôi, giờ biết rồi, nếu cứ thản nhiên tiếp nhận, nàng không còn là người nữa rồi. Siêu thúc thúc, trên người ngươi có bao nhiêu kim phiếu? Xoay người nhìn sang. Chỉ có 2 vạn. Siêu Hàn lôi mớ kim phiếu trong người ra xem. Cho dù hắn là quản gia của Bạch Ngọc Thành, nhưng lần này tiễn tiểu thư đi học, trên người không mang quá nhiều tiền. Đưa tất cả cho ta. Cầm tiền, Triệu Nhã không do dự bước nhanh ra ngoài. Diêu Hàn không yên lòng, theo sát phía sau. Cả hai nhanh chóng đi tới lớp học, lúc này không có bóng người. Ký túc xá của Trương Huyền cũng không có ai. Nhìn dáng vẻ vội vàng của tiểu thư, Diêu Hàn cũng không biết phải làm sao. Vận dụng một chút quan hệ, hắn nhanh chóng biết được Trương lão sư đi tới luyện đan sư công hội. Lúc Trương Huyền rời đi không che giấu hành tung của mình. Là một quản gia của phủ thành chủ, hắn vẫn có thể dựa vào mối quan hệ của mình mà hỏi thăm tin tức. Luyện đan sư công hội, lẽ nào gốc dược liệu này, Trương lão sư mua từ nơi đó? Triệu Nhã siết chặt nắm tay, ánh mắt do dự một lát, rồi cắn răng nói. Siêu thúc thúc, đi, chúng ta đi tìm Trương lão sư.
không đưa tiền cho đối phương, nàng sẽ ngại nhận gốc dược liệu này. Người ta đối đãi với nàng như nào, nàng cũng phải đối đãi với người ta như thế. Gốc dược liệu này chân quý như thế, đã biết giá trị, giờ không nói một câu và vẫn âm thầm sử dụng, Triệu Nhã làm sao có thể làm được. Cả hai nhanh chóng đi tới luyện đan sư công hội. Đến nơi đó, có muốn hỏi thăm về một ai đó cũng dễ dàng hơn. Chỉ một lát, hai người đã đến được chỗ Văn Tuyết lúc này vẫn còn đang tức giận. Ngươi nói, Trương lão sư, đang khảo hạch luyện đan học đồ. Trương lão sư, ngươi nói công tử bột kia, Trương Huyền là lão sư. Văn Tuyết nghi hoặc một lúc, lại gật đầu. Hắn đang khảo hạch luyện đan học đồ. Luyện đan sư học đồ. Triệu Nhã và Diêu Hàn nhìn nhau. Đặc biệt là Diêu Hàn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Luyện đan sư học đồ, cần đọc thuộc lòng dược tính, dược lý. Chỉ riêng dược liệu đã nhiều hơn 10 vạn, nếu không nghiên cứu, học tập vài năm, chắc chắn không thể vượt qua. Đối với nghề nghiệp luyện đan sư, Triệu Nhã không biết nhiều, nhưng Diêu Hàn là quản gia Bạch Ngọc Thành, biết rất rõ ràng, biết trình độ khó dễ khi khảo hạch học đồ. Một lão sư rác rưởi, có thể khảo hạch học đồ. Chắc chắn không thể vượt qua, ta biết khảo hạch này rất khó. Diêu Hàn không nhịn được hỏi. Không vượt qua, lúc nãy ta cũng nghĩ như vậy. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Văn Tuyết vẫn cảm thấy khó tin. Nàng cắn môi, khẽ nói. Khảo hạch học đồ cần trải qua 3 vòng. Vòng thứ nhất là bài thi, hắn không những thông qua, còn đạt điểm tuyệt đối. Giờ đang tiến hành vòng khảo hạch thứ hai. Điểm tuyệt đối. Diêu Hàn lảo đảo suýt ngã. Khảo hạch hạng mục đầu tiên là đặc tính dược liệu. Vô số người bị trượt ở vòng này, không thể thông qua. Vốn cho rằng hắn là lão sư rác rưởi, thế mà lại thông qua một cách dễ dàng, còn đạt điểm tuyệt đối. Tiện tay tặng người một gốc dược liệu giá trị 10 vạn đồng tiền vàng, tiểu thư nhà mình cam tâm tình nguyện làm học viên của hắn, đạt điểm tuyệt đối vòng thứ nhất trong khảo hạch luyện đan học đồ. Hắn thực sự rác rưởi như lời đồn. Lần đầu tiên Diêu Hàn hoài nghi lời đồn bên ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 100.